À, chúng ta nói được hai bài thôi. Chúng ta sẽ bài đầu tiên là cô sẽ giới thiệu cho các bạn về nguyên phần điều trị đái tháo đường. Trong phần điều trị đái tháo đường thì trong cái bài nội lý của các em chỉ có dừng lại với nguyên tắc điều trị thôi. Nhưng sẵn cái slide này cô có sẵn một cái phô số trình chiếu á, cô sẽ nói thêm cho các bạn để các bạn nắm một số cái cơ bản về thuốc, về tác dụng thuốc chút xíu để các em có cơ sở các em đi cái phần nội bệnh lý. Okay, khi các em đi lâm sàng thì cũng các em có thể biết chút chút về các thuốc cho nên nó hơi dài một chút. Và sau tiếp sau đó thì chúng ta sẽ học tiếp cái phần hôn mê tăng đường huyết. Còn cái phần mà hôn mê và hạ đường huyết, cái phần hạ đường huyết với lại bệnh lý tuyến thượng thận thì chúng ta sẽ học sau nha. Chắc có lẽ là bệnh lý tuyến thượng thận nếu không có gì thay đổi chắc chiều thứ hai các em học nha. Rồi. Đối với phần phần đái tháo đường thì phần mục tiêu học tập thì đã có trong cái có trong giáo trình của các bạn rồi ha. Bây giờ tôi xin lược qua. Đầu tiên là mình nói về đại cương về bệnh đái tháo đường tiếp 2. Như các bạn đã biết, đái tháo đường tiếp 2 nó là một nhóm bệnh lý chuyển hóa. Nó có cái đặc điểm là tăng gluco máu. Ha. Rồi mà sự tăng gluco máu này là hậu quả do cái sự hai do hai cái cơ chế bình sinh chính là thiếu hụt và tiết insulin và khiếm khuyết hoạt động của insulin, nó là sự đề kháng insulin. Đó. Thì tăng đường huyết mãn tính nó sẽ kết hợp với sự hủy hoại và rối loạn suy yếu chức năng có nhiều cơ quan. Đây là một cái biến chứng muộn mà thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. À, nếu chúng ta điều trị không tốt thì cái biến chứng muộn này nó sẽ xuất hiện sớm hơn. À, đối với biến chứng mạch đối với biến chứng của đái tháo đường tiếp 2 thì người ta hay chia làm bốn nhóm lớn đó, là biến chứng mạch máu lớn, biến chứng mạch máu nhỏ, biến chứng thần kinh ha, biến chứng thần kinh và các cái biến chứng khác. Về dịch tễ học thì chúng ta thấy hiện nay đái tháo đường tiếp 2 là một bệnh không lây nhiễm mà nó đang phổ biến, rất là phổ biến ở toàn cầu. Chúng ta nhìn lên cái biểu đồ trên thế giới thì chúng ta thấy hầu như tất cả các cái nơi trên thế giới đều có bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Theo ước tính của tổ chức đái tháo đường thế giới đó, viết tắt là IDF đó các bạn, vào năm 2015 người ta ước tính là khoảng 415 triệu người đái tháo đường tiếp 2. Năm 2017 thì người ta ước lượng có khoảng 435 triệu người. Và người ta dự đoán là vào năm 2040 là phải gần 650 triệu người. Con số này thực tế nó có thể cao hơn một chút xíu nữa. Và điều quan trọng là bệnh đái tháo đường tiếp 2 nó sẽ với cái tỷ lệ đó nó sẽ làm mỗi năm nó làm người ta chết vì bệnh đái tháo đường nó khoảng 5 triệu người. Con số này rất là lớn, chúng ta so sánh đây nè. So sánh cái con số mà tỷ lệ tử vong nha của đã được ghi nhận với các cái so với các bệnh lý khác, ví dụ như bệnh chúng ta hay gọi bệnh HIV là bệnh thế kỷ 20 đấy ha. Bệnh thế kỷ thì một năm chết khoảng có 1,5 triệu người à ha. So với bệnh lao thì mỗi năm cũng chết khoảng 1,5 triệu người. Như vậy chúng ta sẽ thấy bệnh đái tháo đường tiếp 2 nó có tỷ lệ tử vong rất là lớn hiện nay. Triệu chứng bệnh khởi phát thì nói chung nó âm thầm nhưng mà biến chứng nó gây tử vong rất là lớn, thì người ta xem nó như là một kẻ giết người thầm lặng đấy. Triệu chứng nó không có rầm rộ giống như HIV lao đâu ha, nhưng mà cái tỷ lệ tử vong nó rất là cao. Có một cái điều mà người ta lo lắng đó là hiện nay á, thì một số người ước lượng số người mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2 là những cái người đó đã được chẩn đoán và đã được điều trị. Tuy nhiên cái hiện một số người trong dân số mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2 mà chưa được phát hiện điều trị thì nó còn rất là nhiều các bạn, nó còn rất là nhiều. Đặc biệt là ở các nước đang phát triển thì người ta thấy là khoảng gần 50% bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2 mà chưa được điều trị, chưa được chẩn đoán và điều trị. Cái điều này nó dẫn đến một cái hậu quả rất là đáng sợ là gì? Bệnh nó sẽ diễn tiến âm thầm và khi mà bệnh nhân đến tái khám, đến khám bệnh thì đa số là bệnh nhân mang có những cái biến chứng và cái những biến chứng này nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân hoặc là nó gây tàn phế cho bệnh nhân. Và dịch tễ học đó thì tôi đang nói về cái tỷ lệ đái tháo đường chung trên thế giới nó và đang cái diễn biến của bệnh đái tháo đường hiện nay.
Cho nên là chúng ta có lưu ý một số vấn đề này. Về mặt kinh tế học thì chúng ta thấy bệnh nó có cái tần suất rất là cao, tần suất rất là cao, thì các bạn đã thấy là tính chung thì dân số hiện nay 6 tỷ người mà nó đã khoảng 4 tỷ 400 mấy chục triệu, thì chúng ta sẽ thấy là nó chiếm tỷ lệ rất là cao, là nó chiếm khoảng 7-8% các bạn, từ 7% trở lên. Số lượng hiện nay thì đang tăng nhanh. Tần suất thường xuất hiện ở tuổi trung niên và người lớn tuổi. Chẩn đoán đái tháo đường thì thường là nó muộn do nó diễn tiến trong thầm, chi phí thì điều trị rất cao. Một bệnh nhân mà khi mà phát hiện đái tháo đường tiếp 2 thì các bạn thấy là đã được chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2, đặc biệt là những cái người mà 30-40 tuổi, khi mà họ sống đến 70-80 tuổi thì họ phải uống thuốc suốt đời, cho nên tính tổng trung bình lượng thuốc họ phải uống rất là nhiều, và không phải để chỉ điều trị đái tháo đường tiếp 2 hay không đâu, họ phải uống để phòng ngừa các biến chứng, và khi có biến chứng thì họ phải uống tiếp tục suốt đời. Đó, thì cái chi phí về mặt gánh nặng y tế rất là lớn. Một số bệnh nhân mà đái tháo đường tiếp 2 xuất hiện sớm ở người trẻ, và khi mà đã bị bệnh lâu năm rồi thì chúng ta sẽ thấy đa số khi mà có cái biến chứng ở mạch máu nhỏ, ví dụ như biến chứng ở mắt thì bệnh nhân sẽ bị giảm thị lực rất là nhiều, hoặc là biến chứng mạch máu lớn ở mạch máu ngoài biên. Nếu bệnh nhân bị loét, kiểm soát không tốt, nguy cơ cắt chân rất cao, thì hai cái vấn đề đó nó sẽ để lại vấn đề tàn phế rất là lớn cho bệnh nhân, thì làm bệnh nhân mất khả năng lao động, nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống bệnh nhân rất là nhiều. Ở Việt Nam thì tỷ lệ đái tháo đường tiếp 2 5,5% là chung, cách đây có khoảng 10 năm rồi các bạn. Hiện nay con số này nó đã tăng rất là nhanh, và ta ước tính chung ở Việt Nam thì hiện tại đó là có khoảng trên 7% bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2. Thì chúng ta thấy dân số chúng ta hiện nay khoảng 90 người, 97, 6, có khoảng cỡ 6 triệu rưỡi người mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2. Con số rất là cao, và đặc biệt là ở các thành phố lớn thì cái tỷ lệ nó nhiều cao hơn nữa. Cái con số này nó đã cách đây 90 năm rồi các bạn nha, là mặt dịch tế học. Tiền đái tháo đường thì nó cũng chiếm một tỷ lệ tới rất là cao, thì một chút là chúng ta sẽ tìm hiểu cái khái niệm tiền đái tháo đường. Bây giờ về phần dịch tễ thì các bạn sẽ nắm như thế. Về đái tháo đường tiếp 2 hiện nay á, thì theo phân loại chung đó, người ta chia ra làm 4 nhóm: đái tháo đường tiếp 1, đái tháo đường tiếp 2, đái tháo đường như những nguyên nhân khác, ví dụ như là do bất thường của chức năng tế bào beta đậu tụy, đái tháo đường do tuyến tụy, do các cái thuốc khác nó ảnh hưởng đến cái việc tiết insulin, hoặc là ảnh hưởng đến tiết insulin cũng như là hoạt động của insulin. Và nhóm thứ tư đó là đái tháo đường thời kỳ, thì đây là bốn cái phân loại kinh điển. Bốn cái phân loại này gần như là kinh điển cho đến thời điểm này. Tuy nhiên thì đối với mỗi cái nhóm đái tháo đường á, thì nó sẽ có những cái phân loại nhỏ nữa. Nếu chúng ta có dịp đi sâu thì chúng ta sẽ thấy có nhiều cái phân loại, chứ là những cái phân loại nhỏ trong các cái nhóm đái tháo đường tiếp 2 này. Đối với đái tháo đường tiếp 1 thì chúng ta thấy là về tỷ lệ nó chiếm khoảng 10% các bệnh nhân đái tháo đường. Có nghĩa là gì? 100 bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường đến khám với chúng ta thì có khoảng dưới 10 bệnh nhân là đái tháo đường tiếp 1. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là còn lại đái tháo đường tiếp 2 là nó chiếm đại đa số nha. Đối với cái bệnh đái tháo đường tiếp 1 thì nó thường xuất hiện ở những người rất là trẻ, tuổi vị đa số là xuất hiện ở tuổi vị thành niên, 11, 12 cho đến 17, 18 tuổi. Tuổi mà cao nhất mà mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2 là 25 tuổi. Và nguyên nhân của đái tháo đường tiếp 1 này là do tế bào beta đảo tị, nó phá hủy một cách nhanh chóng do nguyên nhân tự miễn hoặc là do vô căn, nó dẫn đến nó thiếu hụt insulin tuyệt đối. Đó. Đái tháo đường tiếp 2 thì người ta cũng chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên là di truyền. Vậy ơi, xin lỗi các em, đái tháo đường tiếp 2 thì người ta chia hai nhóm: nhóm vô căn và nhóm tự miễn nha. Nhóm vô căn là nhóm tự miễn, còn nhóm tự miễn là nó sẽ khởi đầu bằng cái hiện tượng viêm, và nó sẽ gây, nó kích hoạt các cái hệ thống viêm, và khi mà cơ thể có đáp ứng viêm tại chỗ, các tế bào beta đảo tụy nó sẽ bị tổn thương hoàn toàn, mà nó dẫn đến thiếu hụt insulin.
Về mặt di truyền thì người ta lưu ý là đối với bệnh nhân mà đái tháo đường tiếp 1 đó, thì bệnh nhân 20% đái tháo đường tiếp 1 thì đa số là có thân nhân đái tháo đường tiếp 1 nha. Tức là có nghĩa là cha mẹ mắc bệnh đái tháo đường tiếp 1 thì có khoảng 20% con cái có bị đái tháo đường tiếp 1. Và có 90% những cái bệnh nhân mà đái tháo đường tiếp 1 thì nó có rối loạn nhiễm sắc thể nha, hoặc là ADR3 hoặc ADR4. Nếu người cha mà mắc bệnh đái tháo đường tiếp 1 kết hợp với người mẹ không mắc bệnh đái tháo đường tiếp 1 thì nguy cơ con bị đái tháo đường tiếp 1 là 5% nha. Nhưng mà riêng mà nếu mà chị mẹ phát hiện đái tháo đường tiếp 1 thôi, con cha không mắc bệnh, thì nguy cơ những người con bị mắc bệnh đái tháo đường tiếp 1 là 2,5%. Mà nếu mà cha mẹ cùng mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2 là cái tỷ lệ này nó tăng lên 20%. Đối với đái tháo đường tiếp 2 về mặt di truyền thì người ta thấy là đặc điểm, một số cái đặc điểm chúng ta lưu ý là nó chiếm khoảng 90% bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. À, về mặt di truyền thì nếu mà cha mẹ đái tháo đường tiếp 2 thì nguy cơ con mắc bệnh là tới khoảng 50%, tức là nửa những người con trong gia đình sẽ mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2. Bệnh thì thường xuất hiện ở người lớn tuổi hơn so với đái tháo đường tiếp 1. Đái tháo đường tiếp 1 thì tuổi từ 11 cho đến 25. Bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 đa số là tuổi từ 40 trở lên. Bệnh thường tiến triển âm thầm. Giai đoạn đầu phát hiện đái tháo đường tiếp 2 thì hầu như không có triệu chứng gì hết. Chẩn đoán chúng ta sẽ dựa vào xét nghiệm đường máu thôi, hoặc là làm một số nghiệm pháp. Đến khi mà đường huyết nó tăng cao, nó vượt quá cái ngưỡng thu thận thì lúc đó bệnh nhân mới xuất hiện cái triệu chứng. Triệu chứng thì đúng là nó cũng không có gì là làm gây bệnh nhân quá sức khó chịu, trừ khi là bệnh nhân có đường huyết đột ngột quá cao á, bệnh nhân có bị stress gì đó thì nó gây biến chứng cấp thôi. Còn lại thì triệu chứng này nó xuất hiện từ từ trong nhiều năm. Đái tháo đường tiếp 2 là nó diễn tiến âm thầm trong vài năm rồi sau đó nó mới có triệu chứng uống nhiều tiểu nhiều khát nước nha các bạn. Đa số bệnh nhân là phát hiện cách định kỳ khám phát hiện một cách tình cờ qua khám định kỳ, ví dụ như là đi khám sức khỏe hàng năm, hoặc là khám khi mà có thai, các phụ nữ có thai đi khám bệnh, hoặc là vô gì cái bệnh lý khác tình cờ phát hiện đái tháo đường tiếp 2. Về cơ chế bệnh sinh đái tháo đường tiếp 2, chúng ta thấy đây là một cơ chế bệnh sinh rất là phức tạp, nó bị tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó có hai yếu tố chính mà chúng ta được biết, đó là sự suy giảm chức năng của tế bào beta đầu tụy, nó sẽ dẫn đến giảm tiết insulin. Thứ hai là nó giảm thu nhận gluco ở mô. Đó thì người ta gọi đây là một cái tình trạng đề kháng insulin. Ở bên cạnh đó thì người ta sẽ thấy có kết hợp với nhiều cái yếu tố nhiều cái yếu tố khác mà nó làm tăng đường huyết. Ví dụ như là bệnh nhân bị giảm hiệu ứng như retin. Hiệu ứng như retin đây là một cái hiệu ứng mà nó giúp cho chúng ta kích thích tiết insulin theo cái lượng đường chúng ta, theo nhu cầu sinh lý, theo cái lượng đường chúng ta ăn vào, để giúp cho nó giúp cho kiểm soát đường huyết nó nằm trong cái giới hạn bình thường. Và cái hiệu ứng này nó là một cái hiệu ứng mà do cái các tế bào ở ruột nó sẽ đảm nhận 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 nó đảm nhận chức năng này. Này cô giới thiệu luôn cái hiệu ứng như đầu tiên cho các bạn biết, hơi mất thời gian chút xíu, là khi những thức ăn chúng ta ăn vào đây nè ha. Khi thức ăn chúng ta ăn vô thì các tế bào thức ăn mà có đường thì các tế bào K, tế bào L nó sẽ tiết ra một cái in retin, tiết ra hai in retin có là GLP-1 và GLP. GLP-1 và GLP này nó sẽ vô thẳng vô máu và nó đến tuyến tụy. Nó đến tuyến tụy thì nó sẽ kích thích tế bào beta đầu tụy tiết insulin theo liều, nó kích thích tế bào alpha đảo tụy tiết glucagon ha, là để bắt đầu nó sẽ ức chế tế bào alpha đảo tụy ngưng tiết glucagon, nó kích thích tế bào beta đảo tụy tiết insulin. Và cái tiết insulin này theo liều nó dựa theo cái lượng thức ăn, mà nó dựa theo cái lượng thức ăn có chứa carbohydrate cơ thể ăn vào. Nếu ăn vào nhiều thì hiệu ứng retin thì nó càng nhiều, ăn đường ít thì hiệu ứng retin thì ít. Đó. Ở người bình thường thì cái hiệu ứng retin nó hoạt động rất là tốt, do vậy mà không có tình trạng tăng đường huyết sau ăn cũng như tăng đường huyết đói. Ở người đái tháo đường tiếp 2 thì nó sẽ giảm cái hiệu ứng retin này, nó dẫn đến là tiết glucagon
là nó kích thích tiết lô ba gông, nhưng mà ngược lại thì nó lại giảm tiết insulin, nó dẫn đến là tăng đường huyết. Đó thì cũng xuất phát từ cái giảm insulin này mà nó gây một cái tăng cái tình trạng tăng ly giải mô mỡ, nó cũng có phần tăng đường huyết. Bên cạnh đó thì người ta thấy là tế bào beta đảo tụy á, nó bị rối loạn tiết, nó sẽ tăng tiết cái glucagon, mà glucagon thì nó sẽ làm cho cái gì các bạn, nó sẽ làm cho tăng ly giải đường, tăng ly giải mô mỡ, như vậy thì nó sẽ góp phần làm tăng đường huyết vào lúc đó bệnh nhân. Và nó có một cái tình trạng là người ta thấy ở người đái tháo đường thứ hai có tình trạng tăng sản xuất gluco ở gan, tức là tăng tổng hợp cũng như là tăng ly giải glycogen ở gan, thì như vậy nó sẽ làm phóng thích đường trong máu, phóng thích nhiều đường trong máu hơn. Bên cạnh đó thì nó có một tình trạng rối loạn vận chuyển, nó gây rối loạn vận chuyển, nó sẽ gây rối loạn về cái gì, về quá trình điều hòa chuyển hóa năng lượng của cơ thể, và đặc biệt là nó sẽ tăng tổng hợp đường, như vậy là nó hậu quả cũng là tăng đường huyết. Và gần đây thì người ta nhận thấy là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 đó thì có cái hiện tượng là tăng tái hấp thu đường ở ống thận nhiều hơn so với người bình thường. Hậu quả là sao? Bây giờ ở cái người bình thường, chúng ta nhắc cô nhắc lại sinh lý ở người bình thường á, thì đường nó sẽ được lọc qua toàn bộ ở cầu thận và nó sẽ đến ống thận. Đến ống thận thì nó sẽ có hai kênh để tái hấp thu, đó là kênh SGLT2 là T2 và kênh SGLT1, thì nó sẽ hấp thu đường, nó sẽ hấp thu đường ở cái ngưỡng đường 180 mg phần trăm trong máu thì nó sẽ hấp thu hoàn toàn. Nhưng nếu cái ngưỡng đường nó cao hơn, lượng đường là một lớn hơn khoảng 200 220 thì nó sẽ không tái thu hết. Ở người đái tháo đường tiếp 2 thì cái ngưỡng đường tái hấp thu đường là nó sẽ cao hơn, nó không phải là 180, nó có thể 200 220. Như vậy thì đường đã cao rồi nhưng mà nó tái tái hấp thu lại cao nữa, nó giảm thải đường qua nước tiểu, thì như vậy là hậu quả là đường trong máu lại tiếp tục tăng cao. Thì đó là cái cơ chế bệnh sinh của đái tháo đường tiếp 2. Cái việc mà mình hiểu biết về cái cơ chế bệnh sinh này nó giúp mình rất là nhiều trong điều trị. Và mình sẽ điều trị, thứ nhất là mình thấy là có nhiều cái cơ chế tác động, và thứ hai nữa là mình sẽ sử dụng nhiều các loại thuốc với các cái cơ chế tác động khác nhau để mục đích mình kiểm soát đường huyết tốt hơn. Và mình khi mà mình sử dụng nhiều loại thuốc liều thấp, mình phối hợp như vậy thì cái việc điều trị, ngoài cái việc điều trị hiệu quả hơn mà nó lại giảm tác dụng phụ. Như vậy là những cái lợi ích mà chúng ta mang lại khi mà chúng ta cái cơ chế bệnh sinh đái tháo đường thứ hai thì nó giúp cho chúng ta trong vấn đề điều trị rất là nhiều. Vậy cái diễn biến của tế bào beta đảo tụy đó ha, chúng ta thấy diễn tiến của tế bào beta đảo tụy trong bệnh nhân đái tháo đường thứ hai, đây thời điểm zero là ngay cái thời điểm chúng ta gọi là thời điểm mà được mới phát hiện đái tháo đường thứ hai, khi mức đường huyết lớn hơn 180 ở 126 mg phần trăm đó, thì người thấy nguyên một cái giai đoạn đầu, người ta có khoảng 8 đến 10 năm nên người ta có một cái giai đoạn đầu đó là tiền đái tháo đường thứ hai. Cái này nó diễn biến nhanh chậm tùy thuộc vào từng người, tùy thuộc vào cơ địa nên. Thì tế bào beta đảo tụy ở giai đoạn này là giai đoạn tiền đái tháo đường, nó sẽ giảm dần, nó giảm dần đến cái thời điểm mà đường huyết tăng khoảng 126 mg phần trăm đó, thì lúc này tế bào beta đảo tụy nó đã suy giảm rất là nhiều rồi, nó còn khoảng 50% tế bào beta đảo tụy bình thường thôi. Như vậy thì cái việc mà để mà nó bù trừ, nó tổng hợp ra insulin để đáp ứng nhu cầu cơ thể, bắt đầu nó sẽ trở nên khó khăn và giảm đi. Trong trường hợp nếu chúng ta tiếp tục ăn nhiều đường thì chắc chắn đường huyết nó sẽ tăng cao. Và khi mà phát hiện đái tháo đường tiếp 2 rồi thì tế bào beta đảo tụy, cho dù chúng ta đã kiểm soát đường huyết bằng các cái thuốc hỗ trợ rất là nhiều, nhưng mà chức năng tế bào beta đảo tụy nó tiếp tục có giảm rất là nhanh. Và ở thời điểm người ta thấy khoảng thời điểm mà 6 năm sau thời gian mà phát hiện trung bình á, thì khoảng 6 năm sau thời gian phát hiện đái tháo đường tiếp 2 thì còn khoảng 28% tế bào beta đảo tụy nó còn chức năng thôi. Như vậy thì ở cái thời điểm này là người ta thấy còn 28% tế bào beta đảo tụy thì các cái thuốc viên hầu như nó kém đáp ứng,
chúng ta có thể phối hợp rất là nhiều thuốc viên, nhưng mà việc kiểm soát đường huyết đã đạt mục tiêu hầu như không còn nữa. Thì đây là một cái thời điểm rất là quan trọng để chúng ta lưu ý, đây là thời điểm mà thiếu insulin thật sự là một thời điểm mà chúng ta có thể xem xét để chúng ta cải trị insulin ở giai đoạn này. Theo thời gian thì tùy theo thuộc thì theo bệnh nhân, trung bình có 10 bệnh nhân 10 năm thì coi như là giảm tiết hoàn toàn, đa số bệnh nhân khoảng 10 năm thì bắt đầu bệnh nhân chỉ sang sử dụng insulin vĩnh viễn. Thì chúng ta vừa tìm hiểu xong về cái cơ chế bệnh sinh đái tháo đường tiếp 2, bây giờ chúng ta sẽ qua biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 và đái tháo đường tiếp 2. Đối với đái tháo đường tiếp 1 thì cái triệu chứng nổi bật là bệnh nhân xuất hiện triệu chứng rầm rộ. À, bệnh nhân với triệu chứng là khát nước uống nhiều, tiểu nhiều ha. Toàn thân thì người ta cảm thấy yếu và mệt mỏi khi mà giai đoạn bệnh nó bắt đầu mới khởi phát trong vòng 1-2 tuần thôi. Và triệu chứng rất là rầm rộ, ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, gầy sút, sụt cân ha. Rồi thậm chí là nước tiểu nó nhiều quá, cho nên một số cái trẻ nhỏ đó khoảng 11 12 tuổi đó, nó tăng cái lượng nước tiểu vào ban đêm thì nó có thể gây bị tiểu dầm. Đó là những cái triệu chứng nổi bật của bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1. Đối với bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 á thì triệu chứng khát nước với nhiều tiểu nhiều nó không có nhiều bằng ha. Nhưng mà nó sẽ có những cái biến chứng sớm, ví dụ như là bệnh nhân có biến chứng giảm thị lực nè. À, bệnh nhân có biểu hiện biến chứng thần kinh ngoại biên sớm nè. Hoặc là một số bệnh nhân nữ thì nó sẽ có những cái biểu hiện ví dụ nhiễm nấm, rất là dễ nhiễm nấm ở các cơ quan đó. Và thường là đái tháo đường tiếp 2 giai đoạn đầu nó không có triệu chứng gì hết á. Còn đái tháo đường tiếp 1 nhắc lại là chúng ta thấy cái triệu chứng nó rầm rộ, uống nhiều, tiểu nhiều, khát nước, sụt cân, yếu, mệt mỏi, và triệu chứng này nó xuất hiện trong vòng 1-2 tuần nếu chúng ta không có điều trị kịp thời thì bệnh nhân có thể dễ rơi vào các cái biến chứng gắt như hôn mê tăng áp lực thẩm thấu, hôn mê nhiễm toan suy toan và tăng áp lực thẩm thấu. Và tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2 theo ạ, thì các em học chắc theo ADA 2000 từ 2012 tới giờ hầu như cái tiêu chí này nó không thay đổi nha. Vậy thì ADA 2019 thì nó sẽ có những cái tiêu chuẩn, nhất là đường huyết tương lúc đói, nghĩa là 8 giờ sau ăn lớn hơn bằng 126 mg/dL, hoặc HB1C lớn hơn 6,5%, hoặc có nghĩa là bệnh nhân chỉ cần một trong các tiêu chuẩn sau đây. Đó. Rồi vấn đề thứ hai là đường máu, người ta làm cái nghiệm pháp viên đạo cô không có thỏa mãn hai tiêu chuẩn này thì người ta có thể cho bệnh nhân uống 75 gram đường, sau đó người ta xét nghiệm sau 2 giờ uống 75 gram đường đó, thì nếu như đường huyết vẫn còn trên 200 thì người ta kết luận là nghiệm pháp dung nạp đường dương tính nhé. À, nghiệm pháp dung nạp đường uống thì viết tắt tiếng Anh là OGTT ha. Rồi nếu mà đường huyết mà từ 200 mg phần trăm trở lên thì coi như chúng ta chẩn đoán bệnh nhân này là đái tháo đường tiếp 2, hoặc là bệnh nhân xét nghiệm đường huyết bất kỳ đường huyết lớn hơn 200 và bệnh nhân có kèm theo cái triệu chứng của đái tháo đường tiếp 2, đó là có triệu chứng gì khát nước uống nhiều tiểu nhiều, nó có triệu chứng lâm sàng có tăng đường huyết thì chúng ta kết luận luôn đái tháo đường tiếp 2. Còn nếu bệnh nhân có đường huyết, ví dụ chúng ta xét nghiệm đường huyết 210, 205, 207 đường huyết bất kỳ, nhưng mà chúng ta thấy bệnh nhân không có triệu chứng gì hết thì chúng ta nên xét nghiệm lại lần hai, có nghĩa là sau 1-2 ngày cho bệnh nhân chỉnh chế độ ăn, ít đường, thử đường huyết và thử HB1C. Nếu mà nó không đạt mục tiêu, coi như bệnh nhân này chỉ là rối loạn dung nạp đường thôi, chứ chúng ta cũng không đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2. Còn nếu mà nó thỏa mãn trong một trong hai tiêu chuẩn thì chúng ta chẩn đoán là đái tháo đường tiếp 2. Về mặt chẩn đoán thì chúng ta lưu ý giữa đái tháo đường tiếp 1 với đái tháo đường tiếp 2 á, thì nếu mà ở đái tháo đường tiếp 1 ở người trẻ hoàn toàn đó mà có thể vô căn đó, thì triệu chứng nó xuất hiện rầm rộ như vòng 1-2 tuần, chúng ta không có cần cho nó phân biệt. Nhưng cái chẩn đoán phân biệt ở đây là một số bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 nhưng mà lại xuất hiện trẻ tuổi khoảng 27 28 tuổi, và giữa cái người đái tháo đường tiếp 2 mà họ xuất hiện rất là sớm. Nói xin lỗi các bạn, là đái tháo đường tiếp 1 xuất hiện muộn là 27 28 tuổi mới bị. Rồi so với một cái người, so sánh với cái người đái tháo đường tiếp 2 mà họ khởi phát rất là sớm, ví dụ họ 28 29 30 tuổi là họ xuất hiện triệu chứng của đái tháo đường tiếp 2, thì cái này chúng ta mới phân biệt.
Còn một cái người mà giờ đã 38 40 tuổi thì vô đái tháo đường triệu chứng mặc dù nó có rầm rộ nhưng 38 40 tuổi ha, thì chúng ta sẽ ít chẩn đoán phân biệt giữa đái tháo đường tuyếp 1 với đái tháo đường tuyếp 2 lắm. Như vậy thì một số tiêu chuẩn để giúp chúng ta chẩn đoán phân biệt đái tháo đường tuyếp 1 tuyếp 2 về một số đặc điểm ha, lâm sàng và cận lâm sàng sau đây. Đối với đái tháo đường tuyếp 1 thì thể trạng thường thể phát gầy. Đái tháo đường tuyếp 2 thì chúng ta thấy có khác biệt là đa số bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2 là béo, nhưng mà riêng châu Á của chúng ta là lại là đái tháo đường tuyếp 2 thì cơ thể là lại trung bình. Nó không có béo phì, nó không có đề kháng insulin nhiều giống như là dân châu Âu. Về khởi phát thì đái tháo đường tuyếp 1 nó khởi phát nhanh nè ha. Nó khác với đái tháo đường tuyếp 2 nó khởi phát cách từ 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 từ. Họ có thể là năm trước họ tăng đường, họ đã được chẩn đoán đái tháo đường tuyếp 2, họ chỉnh bằng chế độ ăn, qua năm sau đường huyết chẩn dị HB1C cũng không thay đổi nhiều. Và chúng ta dựa vào cái diễn tiến hồi nãy có một cái biểu đồ á, biểu đồ về cái diễn tiến của insulin á, chúng ta sẽ thấy nó cũng cái diễn tiến rất là chậm, thì biểu hiện lâm sàng cũng theo đó mà nó diễn tiến cũng rất là chậm. Tuổi khởi phát thì thường bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 1 là khởi phát sớm, còn tuổi ở bên đây á, nếu mà thường 40 tuổi chúng ta cũng không cần chẩn đoán. Mà ý cô nói là ví dụ một bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 1 mà 27 tuổi, đái tháo đường tuyếp 2 mà khoảng 30 tuổi chúng ta mới chẩn đoán phân biệt. Đó. Cái đó thì hơi khó chẩn đoán phân biệt, chúng ta phải dựa vào một số triệu chứng khác nữa ha. Ví dụ như ta định lượng insulin và peptide C, thì peptide C này nè nó là cái sản phẩm được tách ra từ insulin. Chúng ta thấy cái cấu trúc của phân tử insulin nó bao gồm hai chuỗi, nó có hai cái chuỗi sắt thép acetamin. Như vậy thì có hai cái chuỗi sắn hình chữ C, nó không kém các bạn giống như ADN, hai cái chuỗi sắn hình chữ C đó. Thì khi mà insulin bắt đầu nó muốn hoạt động thì nó tách cái chuỗi, nó sẽ tách cái cầu nối giữa hai cái chuỗi acetamin đó, thì nó sẽ tạo thành một cái đơn vị insulin để nó hoạt động, và phần còn lại thì nó gọi là peptide C, và cái này nó sẽ thải qua nước tiểu. Như vậy thì chúng ta định lượng peptide C để chúng ta xác định là cái lượng insulin có thể sử dụng này đó, cái lượng insulin thật sự trong bệnh nhân nó sẽ phản ánh đúng lượng insulin thật sự đã sử dụng. Nếu peptide C giảm thì có nghĩa là bệnh nhân nó có khả năng là giảm tiết insulin giống một cái bữa ăn cái người ăn cũng bình thường đó. Thì thường là như vậy, đái tháo đường tuyếp 2 do nó suy giảm chức năng tế bào beta đảo tụy thì thông qua cái xét nghiệm peptide C nó thấp thì chúng ta biết chắc, chúng ta khẳng định bệnh nhân là đã có giảm tiết insulin thì nghi ngờ đây là đái tháo đường tuyếp 1. Còn đối với bệnh nhân mà đái tháo đường tuyếp 2 giai đoạn đầu có thể còn bù trừ tế bào beta đảo tụy, nó 50% nó có thể bù trừ được, thì nó sẽ làm cộng với tình trạng đề kháng insulin, cho nên là nó làm cho cái insulin sử dụng không có hiệu quả. Cho nên thường là peptide C nó cao, hoặc là chúng ta đo nồng độ insulin giai đoạn đầu nó cao, nhưng mà sau 5 7 năm rồi thì tiết của tế bào beta đảo tụy nó đã giảm thì dĩ nhiên peptide C insulin nó sẽ giảm. Cái này là chúng ta chỉ so sánh tăng trong giai đoạn đầu thôi, mới khởi phát thôi ha. Nhiễm seton thì đối với những cái bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 1 nếu mà điều trị không kịp kịp thời, bệnh nhân đến muộn thì bệnh nhân khi mà nồng độ insulin trong máu nó cạn kiệt, nó không còn nữa đấy, thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ bị tăng nhiễm toan xê toan, thì lúc đó chúng ta xét nghiệm có thể là tăng rồi. Còn một số bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2 có thể người ta đến muộn đó, đến muộn đường huyết rất là cao, có triệu chứng rất là rõ ràng nhưng mà xê toan thường là nó không có tăng. Xét nghiệm tự kháng thể thì chúng ta biết là đái tháo đường tuyếp 1, đái tháo đường tuyếp 1 thì có hai thể, thể vô căn nãy như cô nói là thể vô căn và thể thể tự miễn. Thể tự miễn thì nếu chúng ta xét nghiệm kháng thể, đặc biệt là cái kháng thể hay sử dụng trên lâm sàng, các bạn dùng cái viết hay là chúng ta gạch kháng thể mà sử dụng được, các cái xét nghiệm sử dụng trên lâm sàng đó là gada, gada chắc chắn nó sẽ dương tính ha. Đây là tiêu chuẩn để giúp chúng ta chẩn đoán đái tháo đường tuyếp 1 thể là thể thể tự miễn ấy, nha. Rồi, nhưng mà đối với đái tháo đường tuyếp 2 thì chắc chắn nó không phải là nguyên nhân do kháng thể, cho nên chắc chắn nó sẽ âm tính. Đây là cái tiêu chuẩn mà rất là quan trọng để giúp chúng ta phân biệt đái tháo đường tuyếp 1 thể người lớn, tại vì
đái tháo đường mà thể tự miễn đái tháo đường tuyếp 1 thì thường có thể nó gặp người lớn hơn 55, 67 tuổi, 30 tuổi. Ha. Vậy thì chỉ bằng insulin thì đương nhiên là đái tháo đường tuyếp 1 có thiếu insulin hoàn toàn thì cái phương pháp mà điều trị bằng insulin là phương pháp tốt nhất và không có lựa chọn nào khác. Còn đối với bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 1 thì chúng ta không có chỉ định sử dụng thuốc viên, cho nên điều trị nó không đáp ứng nha các bạn nha. Rồi. Về đái tháo đường thai kỳ, bây giờ các bạn sẽ tiếp cận một cái khái niệm nữa là đái tháo đường thai kỳ. Nãy giờ mình nói về đái tháo đường đái tuyếp 1, đái tháo đường tuyếp 2, còn đái tháo đường thai kỳ. Thì chúng ta phải lưu ý phân biệt nè, trên lâm sàng chúng ta phân biệt một bệnh nhân đang còn mang thai từ tuần thứ 2 cho đến tuần thứ 40. Nếu người ta làm xét nghiệm bất kỳ mà có đường huyết lớn hơn 126 Hb1c lớn hơn 6.5 thì cái người đó chúng ta gọi là đái tháo đường ngay trong lúc mang thai. Nó sẽ phân biệt rất là khác biệt với đái tháo đường thai kỳ. Đái tháo đường thai kỳ này là nguyên nhân là do cái tình trạng đề kháng insulin mà nó xảy ra trong thai kỳ đó. Thì để chẩn đoán xác định cái đái tháo đường thai kỳ này á, thì người ta sẽ làm cái nghiệm pháp dung nạp gluco ha, dung nạp gluco bằng đường uống. Mà cái nghiệm pháp dung nạp gluco này đối với cái người thai kỳ nó khác hoàn toàn với cái người đái tháo đường tiếp 2 ha. Nãy thì mình uống 75 gram đó, trong 200 ml nước, còn cái người thai kỳ á là mình phải sạc, khẳng định là cái bệnh nhân đó mình phải hẹn xét nghiệm từ tuần 24 đến tuần thứ 28. Tuần 23 mình xét nghiệm cũng được, mà tuần 29 chúng ta cũng không có xét nghiệm được nữa ha, không không làm. Mà chỉ trong tuần thứ 24 đến tuần 28 chúng ta làm cái nghiệm pháp. Nếu trước đó là bệnh nhân đã được xét nghiệm tầm soát là không có đái tháo đường rồi, thì bây giờ cho bệnh nhân uống khoảng 50 gram đường thôi. Uống 5 gram đường thì trước khi uống chúng ta cho xét nghiệm đường máu trước khi uống nè. Thứ hai nữa là sau khi uống xong thì chúng ta xét nghiệm đường huyết 1 giờ sau khi uống và 2 giờ sau khi uống. Đó, đã điều kiện nó làm vậy đó. Rồi, tức là cũng sáng bụng đói cho bệnh nhân uống 50 gram đường. Thì chúng ta xét nghiệm đường máu xong rồi cho bệnh nhân uống 50 gram đường với 200 ml nước. Giờ thứ nhất chúng ta xét nghiệm, giờ thứ hai chúng ta xét nghiệm. Vậy một cái người đó được chẩn đoán đái tháo kỳ đường thai kỳ khi mà thỏa mãn cái tiêu chuẩn nè, đường huyết lúc đói, lúc qua làm xét nghiệm họ lớn hơn 92 cũng có thể chẩn đoán được, hoặc là đường sau khi mà uống 1 giờ nó lớn hơn 180, sau 2 giờ lớn hơn 153 ha, thì chúng ta có thể chẩn đoán đái tháo kỳ đường thai kỳ. Chủ yếu cái này nó chỉ thực hiện đặc biệt là chỉ làm từ thứ 24 và từ 28 thôi. Còn một cái khái niệm tiếp theo, tiền đái tháo đường có nghĩa là giai đoạn trước khi mà chuyển thành đái tháo đường. Ừ, huyết nó tăng vừa phải nó chưa đến mức chẩn đoán đái tháo đường thì chúng ta gọi là tiền đái tháo đường. Thì người ta sẽ có những cái tiêu chuẩn để chẩn đoán đường huyết lúc đói, viết tắt của tiếng Anh ha các bạn ha, rồi là IFG đó, là đường huyết huyết tương xét nghiệm ít nhất là sau đúng 8 giờ nhịn đói thì phải từ 100 cho đến 125 ha. Có nghĩa là bệnh nhân này được gọi là tiền đái tháo đường, có nghĩa là rối loạn đường huyết lúc đói. Thứ hai nữa, chúng ta làm cái nghiệm pháp dung nạp đường cho cái tiêu chuẩn cho nó đái tháo đường thứ hai đó mà người ta chưa có đủ tiêu chuẩn, có nghĩa là chúng ta làm cái nghiệm pháp dung nạp đường đó mà đường huyết đó từ 140 cho đến 199. Nếu từ 200 trở lên như là chẩn đoán đái tháo đường, mà từ 140 cho đến 199 á thì là tiền đái tháo đường. Còn đối với cái người không mắc bệnh đái tháo đường tiếp hai, chúng ta uống xong rồi sau 2 giờ thì đường huyết nó còn trăm nó từ 139 trở xuống nha, thì đó là bình thường. Và HB1c á, của người đó nó làm xét nghiệm được HB1c á, đường huyết không cao nhẹ nhẹ, và HB1c họ thay đổi từ 5.7 đến 6.4 thì cái người nhóm người này chúng ta gọi là tiền đái tháo đường. Bình thường HB1c của chúng ta là 4 cho đến 6 cho đến 5.6, như vậy chúng ta mở hoạt ra đi các bạn, 4 thì dưới 5.7 hoặc là 4 đến 5.6 ha, chúng ta nhớ lại cái chỉ số bình thường luôn.
về các cái nguy cơ đái tháo đường tiếp 2 thì chúng ta phải nhớ nắm các cái nguy cơ đái tháo đường tiếp 2 này, những cái nhóm này chúng ta phải theo dõi, chúng ta phải tầm soát là những cái nhóm này là những nhóm mà có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2 rất là cao nè. Đầu tiên là về tuổi thì đa số những cái người không có yếu tố nguy cơ, không có gia đình nhưng mà trên 45 tuổi vẫn có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2. Thứ hai là tiền sử gia đình, là có người trực hệ là thế hệ thứ một, nó là anh em ruột, cha mẹ ruột ha, mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2. Thứ hai, cái người đã bị béo phì, quá cân, thừa cân, béo phì, theo cái BMI dành cho người châu Á chúng ta là lớn hơn 25, mặt bằng 25 kg mét trên da. Thứ hai là cái người đó ít vận động ha. Thì ít vận động thì năng lượng nó dự trữ nhiều, đặc biệt là chúng ta ăn có nhiều đường thì nó sẽ gia tăng nguy cơ bệnh đái tháo đường tiếp 2. Chủng tộc người ta nhận thấy là chủng tộc của những người mà Mỹ gốc Phi nè, châu Á của mình nè, và những quốc đảo Thái Bình Dương nè, là những chủng tộc mà có nguy cơ đái tháo đường rất cao, đặc biệt là khu vực châu Á, Mỹ gốc Phi ở Thái Bình Dương là hai cái khu vực mà có tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2 cao nhất thế giới. Những cái bệnh nhân mà có tiền sử làm nghiệm pháp rối loạn dương trập gluco là đường huyết từ 140 đến 199 rồi, hoặc là mình xét nghiệm đường huyết lúc đó là bệnh nhân từ 100 cho đến 125, những cái đối tượng đó là có nguy cơ đái tháo đường tiếp 2. Thứ hai, những cái đối tượng có rối loạn lipid máu và tăng triglyceride giảm LDL, bệnh nhân có tiền sử sinh con to ha. Sinh con to có nghĩa là những cái người này mà sinh con to khoảng trên gần 4 kg trở lên á ha, là những cái người đó tại vì họ bị mắc bệnh đái tháo đường thời kỳ mà họ không đi tầm soát, cho nên là làm cho em bé nó phát triển rất là to. Mà bé mà bị mẹ bị đái tháo đường thời kỳ đó, bé nó phát triển to nhưng mà nó rất là yếu, nó nguy bà mẹ nếu mình không phát hiện sớm giai đoạn này thì cơ dễ bị thai lưu. Hai, nó phát triển quá to nhưng mà phổi nó lại không nở, hoặc là những cái người phụ nữ mà có hội chứng buồng trứng đa nang, những cái người phụ nữ mà có hội chứng buồng trứng đa nang đa số là những người béo phì mắc hội chứng chuyển hóa, cho nên họ là yếu tố nguy cơ rất là cao khi đái tháo đường tiếp 2. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái vai trò của HbA1c trong bệnh lý đái tháo đường tiếp 2 nó rất là lớn ha. Bản thân HbA1c là một tiêu chí để giúp chúng ta chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2, là mục tiêu để chúng ta theo đuổi để chúng ta kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân, thì chúng ta phải hiểu rõ về nó. HbA1c, vì sao cái chỉ số này có? HbA1c là do đường huyết trong máu nó sẽ kết hợp với hemoglobin, nó bằng cái phản ứng glycolat hóa nó tạo thành một cái hợp chất có tên là hemoglobin A1c. Tùy thuộc vào cái nồng độ đường trong máu nó cao thì nó sẽ kết hợp nhiều HbA1c cao. Đó. Bình thường ở cái người bình thường á ha, người bình thường là dưới 5.7 là 4 cho đến, lại cô nói là 4 đến 5.6 thì HbA1c đó, do vậy nó sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng ha, do vấn đề nó là từ từ cái hemoglobin của máu mà, cho nên những cái bệnh lý gì mà liên quan đến hemoglobin, những vấn đề nào ảnh hưởng đến nồng độ hemoglobin trong máu nó sẽ ảnh hưởng đến nồng độ hemoglobin A1c. Ví dụ như bệnh nhân bị thiếu máu tán huyết thì bệnh nhân sẽ bị vỡ hồng cầu rất là nhiều, như vậy thì bệnh nhân sẽ có tình trạng thiếu máu và cái đời sống hồng cầu nó sẽ rất là ngắn. Bệnh nhân suy thận mãn thì do bệnh nhân có cái hội chứng ure huyết cao, nó rất là dễ làm cho bệnh nhân tán huyết, và những cái độc chất nó tồn tại trong máu đó, nó sẽ làm cho cái đời sống hồng cầu nó ngắn, và bệnh nhân bị thiếu máu nữa, đó là hai yếu tố nên bệnh nhân bị suy thận mãn nó là hai yếu tố nó sẽ làm cho HbA1c của bệnh nhân bị ảnh hưởng. Thứ ba nữa là bệnh nhân bị xơ gan. Bị xơ gan thì thường là bệnh nhân bị thiếu máu, thường bị thiếu máu do nhiều yếu tố, ví dụ như là bệnh nhân tủy, bệnh nhân bị ức chế hoặc bệnh nhân bị xuất huyết. Ở những cái trường hợp nào tăng hemoglobin A1c nó cũng làm, ví dụ như những bệnh nhân bị bệnh hồng cầu hình liềm,
làm hemoglobin rất là cao, như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến nồng độ hemoglobin A1C. Bệnh nhân sử dụng aspirin liều cao kéo dài thì người ta thấy cũng ảnh hưởng đến vấn đề cái tỷ số hemoglobin A1C, hoặc sử dụng kháng sinh nhóm beta lactam mà kéo dài, hoặc bệnh nhân đã từng nghiện rượu thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến hemoglobin A1C. Thì ứng với cái mức trị số đường huyết trung bình trong máu đó thì nó sẽ có cái tỷ lệ phần trăm đường huyết nó sẽ gắn vào hemoglobin, như vậy nó sẽ tương ứng với cái tỷ lệ hemoglobin A1C. Cái bản này rất là hay để giúp cho chúng ta ước lượng được cái tình trạng đường trung bình của bệnh nhân. Đường trung bình là sao? Chúng ta sẽ cộng dồn cái số đường huyết lúc đói và đường huyết sau ăn đó. Thì nhớ một cái người nào đó mà đường huyết chỉ số đường huyết trung bình giữa lúc đói và sau ăn nó khoảng tương ứng 135 thì HB1C bệnh nhân khoảng khoảng là 6% đó. Nếu mà đường huyết trung bình khoảng 170, HB1C khoảng 7%, mà đường huyết khoảng trung bình khoảng 205 thì HB1C nó khoảng 8 chấm. Thì đây là những cái chỉ số mà nó tương ứng mức đường huyết nó sẽ gắn hemoglobin. Cái chỉ số này các bạn nhớ nó cũng tốt. Về tầm soát bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 ở người trưởng thành không có triệu chứng thì chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ tầm soát những đối tượng có nguy cơ tiểu đường đó. Những nguy cơ tiểu đường đó, những cái nguy cơ mà đầu tiên là mình tầm soát ở đối tượng thừa cân có BMI lớn hơn 25 và có những yếu tố sau đây: có lối sống tĩnh tại, có liên hệ họ hàng anh em, tức là cái người trực hệ trong gia đình, anh em cha mẹ bị đái tháo đường đó. Rồi những cái sắc tộc có nguy cơ cao, ví dụ người châu Á, người Mỹ gốc Phi, và là bản thân của người đó đó vừa có thừa cân mà có sanh con to ha. Phụ nữ có hội chứng buồng trứng đa nang đó, là vừa béo phì mà có buồng trứng đa nang là hội chứng chuyển hóa đấy. Bệnh nhân vừa béo phì mà có tăng huyết áp thì nguy cơ đái tháo đường rất cao. Những cái người mà có tiền đái tháo đường, ví dụ như HB1C lớn hơn 5.7 hoặc là rối loạn đường huyết đói ha, hoặc là bệnh nhân có xuất hiện cái đề kháng insulin, như là bệnh nhân béo phì nặng nè, bệnh nhân bị cái chứng gai đen nè, vừa béo phì nặng mà có chứng gai đen. Béo phì nặng là BMI của người châu Á của chúng ta là phải trên 35 và có biểu hiện như chứng gai đen. Còn khi không có các cái triệu chứng, không có cái triệu chứng trên thì coi như tất cả những mình nằm những người mà bình thường trên 45 tuổi thì chúng ta nên kiểm soát đường huyết một lần. Ở đây là cái chứng gai đen ở cái người mà cực kỳ béo phì, chúng ta nhìn cái cơ địa của người này rất là béo nữa ha. BMI phải trên 35 và có cái biểu hiện tổn thương da. Cái này chúng ta đã được học trong cái phần nội vật lý 3 bài hội chứng chuyển hóa rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là lưu ý nè, những cái người mà không có điều kiện trên thì chúng ta sẽ tầm soát là tất cả những người trên 45 tuổi. Mà khi mà trên 45 tuổi mà kết quả xét nghiệm bình thường rồi thì 3 năm chúng ta lặp lại. Còn những cái đối tượng mà dưới 45 tuổi mà có béo phì mà có một kết hợp thêm một trong các yếu tố trên thì hàng năm chúng ta phải tầm soát xét nghiệm để phát hiện sớm đái tháo đường tiếp 2. Rồi. Khi một bệnh nhân đã mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2 thì chúng ta sẽ thấy là họ sẽ có các cái nhóm biến chứng sau đây. Chúng ta gom lại nhóm biến chứng mạch máu thì chúng ta sẽ có, các bạn viết nó ra, nói về biến chứng ở đây muộn của đái tháo đường tiếp 2 thì chúng ta sẽ nhớ là có ba nhóm biến chứng lớn. Nhóm biến chứng về mạch máu thì trong đó nó chia ra làm hai ha, chia làm hai mạch máu lớn và mạch máu nhỏ. Nhóm biến chứng thần kinh thì người ta sẽ chia ra làm hai biến chứng thần kinh và biên là thần kinh tự chủ. Nhóm thứ ba là nhóm các biến chứng khác, trong đó bệnh nhân rất là dễ nhiễm trùng, trong đó nhiễm trùng bàng chân là một điều hết sức lưu ý trong bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Thì người ta chia các cái nhóm biến chứng của bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 đó ha, mà những cái biến chứng muộn trầm trọng thì có thể gây gia tăng tỷ lệ tàn phế và tử vong, gây tàn phế và tử vong ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Cái nhóm mà gây tàn phế hay gặp đó là biến chứng thần kinh ha, biến chứng thần kinh ở hai chi dưới, rồi kết hợp với tình trạng biến chứng mạch máu, mạch máu nó làm hẹp và nó kém dinh dưỡng ở chi dưới thì bệnh nhân rất là dễ loét chân loét tự nhiên, và như vậy thì nó không lành
bệnh nhân rất là dễ bị đoạn chi. Thứ hai là biến chứng mạch máu nhỏ ở mắt. Biến chứng mạch máu nhỏ ở mắt sẽ làm bệnh nhân mù loà. Còn các biến chứng mà có thể gây tử vong đó là biến chứng tim, biến chứng não và biến chứng thận, đặc biệt là bệnh nhân suy thận. Nó sẽ gia tăng cái mắc bệnh tim mạch và bệnh nhân chết vì các bệnh tim mạch. Biến chứng nhỏ thì chúng ta thấy có bệnh là bệnh võng mạc đó, nha. Bệnh võng mạc. Bệnh võng mạc thì nó có thể nó có các biến chứng là bệnh bị phù hoàng điểm, là bệnh võng mạc tăng sinh và bệnh võng mạc không tăng sinh này. Đó, chúng ta sẽ thấy biểu hiện cái bệnh võng mạc của bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 là biến chứng nó xuất huyết nè ha, có những cái xuất huyết nè đó, rồi nó sẽ gây gì, nó sẽ gây bởi cái phù hoàng điểm nè, rồi xuất huyết nè, rồi tổn thương cái mạch máu nhỏ, cho nên nó làm cho bệnh nhân bị mờ mắt và cuối cùng bệnh nhân giảm thị lực. Rồi biến chứng thứ hai là biến chứng mạch máu nhỏ, nãy chúng ta nói về mắt rồi ha, bây giờ chúng ta sẽ nói về bệnh thận đái tháo đường tiếp 2. Thì người ta thấy có từ khoảng gần từ hơn 20-40% bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, đặc biệt ở đái tháo đường kể cả tuyến 1, tuyến 2 sẽ có bệnh thận mạn, và cái bệnh thận mạn này nó sẽ diễn tiến có biểu hiện tổn thương thận và nó diễn biến bệnh thận mạn, cuối cùng nó suy giảm đầu lọc cầu thận, nó suy giảm chức năng thận, giảm đầu lọc cầu thận, và bệnh nhân sẽ diễn tiến chuyển sang giai đoạn suy thận mạn giai đoạn cuối và phải lọc máu. Đây là cái diễn biến ha, thôi qua đi mấy em. Thì cái diễn biến về bệnh cầu thận mạn do đái tháo đường tiếp 2 á, ha, về mặt mô, về mặt tổn thương thận người ta chia ra làm lâm sàng nó sẽ có 4 giai đoạn nha. 4 giai đoạn. Đó là người ta dựa vào cái tỷ lệ albumin niệu. Đó là cái mốc đầu tiên cực kỳ quan trọng trong cái tiêu chí chẩn đoán bệnh thận mạn. Nó theo Mogensen sẽ chia dựa vào albumin niệu đó. Cho đến bây giờ vẫn còn sử dụng, là nếu mà giai đoạn đầu á albumin niệu á ha, nó dưới 30 mg coi như bình thường, bắt đầu xuất hiện sớm nhất, được chẩn đoán xác định sớm, tổn thương sớm nhất của cầu thận ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 là phải tiểu đạm niệu, là đạm niệu nguyên thể từ 30-300 mg trên 4 giờ. Giai đoạn 2 là bắt đầu có chuyển qua giai đoạn này, là nó xuất hiện đạm đại thể khi mà albumin á niệu nó lớn hơn 300 mg trên 4 giờ. Đó. Thì tiếp theo nữa là bắt đầu khi mà xuất hiện đạm đại thể á, thì nó sẽ có tình trạng là giảm, kết hợp tiếp giảm chức năng thận và nó giảm dần dần dần, cuối cùng bệnh nhân chuyển sang suy thận mạn giai đoạn cuối. Cái đó là dựa vào diễn biến ha. À, dựa vào cái đạm niệu và cái chức năng thận. Còn các cái giai đoạn bệnh thận mạn mà người ta dựa vào cái mức lọc của thận thì người ta chia làm 5 đoạn. Giai đoạn này thật ra nó cũng có 5 đó các bạn, nhưng mà giai đoạn 1 là giai đoạn 0 đó các bạn nha. Vẫn là cái này là vẫn 4 giai đoạn nha. Còn dựa vào cái mức lọc của thận đấy, thì giờ độ lọc cầu thận thì người ta chia 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu á là độ lọc cầu thận bệnh nhân đái tháo đường tuyến 2, giai đoạn này là tính vào độ lọc cầu thận như còn 90 ml/phút. Giai đoạn 2 là từ người ta chia từ 60 đến dưới 90. Giai đoạn 3 là từ 30 đến dưới 60. Giai đoạn 4 là từ 15 cho đến dưới 30, và được chẩn đoán là suy thận, và bệnh nhân có chỉ định lọc máu khi độ lọc cầu thận dưới 15 ml/phút. Đó, đây là người ta hướng dẫn nè, hướng dẫn theo dõi cái bệnh thận mạn do đái tháo đường tiếp 2 dựa vào cái độ lọc cầu thận nè. Ở dưới khi mà một bệnh nhân mà có mức lọc cầu thận trên 60 ml/phút cho đến 90 đó, bệnh gọi là giai đoạn 1 đó không các bạn, giai đoạn này là giai đoạn 1 nha. Và cái khuyến cáo mình tầm soát bệnh thận do đái tháo đường tiếp 2 nè, vậy là cái này là tôi khuyến cáo cho tất cả bệnh nhân đái tháo đường. Đối với bệnh nhân mà mới phát hiện đái tháo đường đó tiếp 1 đó, thì 5 năm sau chúng ta sẽ tầm soát
tầm soát phi đạm niệu hay còn gọi là alumin niệu. Đối với cái người đái tháo đường tiếp 2 là mới phát hiện đái tháo đường tiếp 2 là chúng ta xét nghiệm liền, sau đó mỗi năm chúng ta xét nghiệm lại. À, rồi mỗi năm chúng ta xét nghiệm creatinine và chúng ta tính cái gì? Tính độ lọc cầu thận cho bệnh nhân. Và nếu bệnh nhân có giảm theo cái phân độ, năm phân độ hồi nãy thì chúng ta chẩn đoán giai đoạn bệnh thận mạng luôn. Cái này là theo dõi thôi, cái này phần lâm sàng chúng ta không cần. Về nguyên tắc điều trị của bệnh, khi mà có bệnh thận mạng thì chúng ta phải kiểm soát đường máu thật là tốt, không được hút thuốc lá, và mức huyết áp kiểm soát là dưới 30, và kiểm soát các yếu tố nguy cơ đó là huyết áp, kiểm soát tốt lipid máu LDL phải dưới 70. Và bắt đầu khi mà bệnh nhân mà giai đoạn 4 có nghĩa là suy thận rồi, mức lọc cầu thận dưới 15 ml phút thì chúng ta sẽ có chỉ định lọc máu. Rồi bây giờ tới bệnh mạch máu lớn, đó là bệnh động mạch vành, đó là một cái bệnh mà điển hình đa số bây giờ bệnh nhân có cái nhồi máu cơ tim hoặc là bị tắc hạch mạch vành ha, là đa số là do bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Và ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 nó khác với cái bệnh mạch vành, nó có đặc điểm bệnh mạch vành do các nguyên nhân khác, là cái triệu chứng thì nó thầm lặng, nhưng mà khi mà nó tắc hẹp thì nó tắc hẹp rất là nhiều nhánh đó các bạn nha. Nó làm tăng, khi mà bệnh nhân bị đái tháo đường tiếp 2 lâu năm nó thì do nó rối loạn lipid máu ha, và nó có cái sự mà tăng sinh các cái tế bào ở trong cái cơ trơn mạch máu, nó sẽ làm tăng tăng hẹp trong lòng mạch, kết hợp với tình trạng rối loạn lipid máu ha, thì nó sẽ làm xơ giữa rất là nhiều đoạn trong mạch vành. Như vậy thì nó sẽ tăng nguy cơ bị bệnh mạch vành từ 2 đến 5 lần so với những người không mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2. Để làm sao mà chúng ta kiểm soát tốt được cái và hạn chế được cái nguy cơ bệnh mạch vành, thì khi luôn luôn khi bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 trong vòng 10 năm đầu thì chúng ta luôn luôn lúc nào phải giữ HB1C dưới 6 dưới 7 chấm, đặc biệt là người trẻ thì phải dưới 6.5. Kiểm soát huyết áp cũng phải đạt mục tiêu, bộ mỡ cũng phải đạt mục tiêu. Những người có nguy cơ cao hơn một chút là LDL phải dưới 70, và sau 5 năm chúng ta có thể sử dụng thêm thuốc aspirin. Vấn đề tăng huyết áp nó không phải là biến chứng của đái tháo đường tiếp 2, nhưng mà đây là một yếu tố nguy cơ độc lập song hành. Người ta thấy là có 75% bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 là có tăng huyết áp, cho nên là cái to bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì người bệnh mình đã có cái 7 cái người đã được chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp đi kèm. Ở đây là một yếu tố nguy cơ độc lập, nhắc lại nha các bạn phải nghe để em thôi. Khi mà chẩn đoán bệnh nhân về đái tháo đường tăng huyết áp, cái bài của tôi mà các bạn không lưu ý nghe và chùm ba trái, bắt đầu chẩn đoán là đái tháo đường tiếp 2 biến chứng tăng huyết áp, hỏi sao vậy, bài trong bài của đâu có, không phải, đây là nhắc lại chúng ta mở hoạt đơn ghi ra yếu tố nguy cơ độc lập, nó không có biến chứng ha, nhưng mà nó đi song hành và nó sẽ làm gia tăng tần suất nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân đái tháo đường, nhồi máu não, nó tăng tỷ lệ tử vong khi mà hai bệnh này đi song hành. Cho nên chúng ta phải đặt mục tiêu kiểm soát huyết áp cho bệnh nhân ha, có thể là mức mà đạt lý tưởng là chúng ta lại giữ dưới 130 trên 80. Và bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 mà có tăng huyết áp thì thường cái kiểm soát huyết áp nó khó khăn hơn những cái vấn nguyên nhân tăng huyết áp khác, những cái tăng huyết áp khác vô căn khác, chúng ta sẽ cần nhiều loại thuốc hơn. Bây giờ tính nguy cơ loét chân, nguy cơ loét chân thì chúng ta sẽ thấy là những cái bệnh nhân mà bị đái tháo đường lâu năm, bị các cái biến chứng về thần kinh ngoại biên, bệnh mạch máu ngoại biên và có biến dạng bàn chân, đây là những cái nguy cơ rất là cao của loét chân. Nè, và những các cái yếu tố mà nguy cơ mà gây loét chân là đái tháo đường lâu năm, nó sẽ dẫn đến tổn thương thần kinh mạch máu như tôi nói. Và thứ hai nữa là và tỷ lệ nam nó sẽ cao hơn so với nữ, và những người đã có biến chứng mạch máu lớn, mạch máu nhỏ là rồi thì những cái người này rất là dễ bị loét chân. Thì cái triệu chứng mà của cái bệnh mạch máu ở ngoại biên á, thì nó sẽ có những cái biểu hiện là dấu hiệu đầu nhất là bệnh nhân bắt đầu bị hẹp động mạch ngoại biên, thì người ta sẽ có dấu hiệu đi cách hồi, dấu hiệu đi cách hồi là người ta sẽ
đi bộ khoảng chừng 100 mét là bắt đầu nó đau, nó chuột rút bắp chân, hoặc khi ta đi lại nhiều sờ da dùng da nó thì nó lạnh cơ thì nó sẽ teo, và thường xuyên người ta đau ở ở bắp chân, đau ở chân khi mà người ta vận động, mà khi có vết thương này nó lại khó lành, đó là cái triệu chứng của bệnh mạch máu ở chân kết hợp với bệnh kinh ngoại biên. Hiện đây là một chứng thường gặp sau bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Biểu hiện lâm sàng cái này các bạn phải nhớ, để chúng ta đi lâm sàng bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 vô chúng ta những biến chứng kinh ngoại biên rất là nhiều. Bệnh nhân có cảm giác tê dị cảm hai chi dưới ha, rồi cảm giác thì châm chích trên da, rát bỏng bằng chân, nhíu liệt đau nhức ở hai chân, à, hoặc là bệnh nhân có cảm giác như bóp chặt hoặc là như dao đâm, có nghĩa là rối loạn cảm giác. Còn trong bệnh nhân mà bị bệnh lý mạch máu thì do thiếu máu nuôi nó làm cho bệnh nhân rất là đau, đau buốt khi vận động. Nó còn cái này là nó châm chích dị cảm kiến bò và nó đau giống như nhéo 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 như có dao đâm nhầm trọng, nó sẽ khác với cái chuyện đau buốt của cái thứ máu nuôi nha các bạn. Khám thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân sẽ giảm phản xạ nhiệt, giảm phản xạ xúc giác, giảm cái cảm giác run thon đó. Đối với bệnh nhân mà bị biến chứng thần kinh đái tháo đường tiếp 2 thì hiện tại chúng ta cũng không có cái phương pháp điều trị đặc hiệu. Vậy thì để mà hạn chế được vấn đề lét chân ha, thì chúng ta phải điều trị thật là tốt đái tháo đường tiếp 2, điều trị tốt các yếu tố nguy cơ, và chúng ta phải biết chăm sóc cái bàn chân ở bệnh nhân, yêu cầu bệnh nhân phải quan sát bàn chân mỗi ngày để tìm những cái chỗ mà nó đổi màu da ha, để chúng ta phát hiện sớm và chúng ta sẽ có biện pháp xử lý sớm. Những cái vết thương hở là chúng ta phải được chăm sóc ngay từ đầu ha, đảm bảo là vô trùng đúng quy tắc để cho vết thương nó không có bị nguy cơ nhiễm khuẩn, và những cái điểm nóng da là nó sẽ những cái tổn thương da và nó tạo điều kiện cho vi trùng xâm nhập. Và chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày, đi dài thích hợp, rồi phải quan sát bằng chân mỗi ngày. Thì khi bệnh nhân mà có tổn thương lát chân thì chúng ta phải phân độ theo cái tổn thương theo mặt nền. Các cái biến chứng khác, à, biến chứng này là biến chứng của thần kinh gì các bạn, thần kinh tự chủ ở nam thì có thể gây bất lực, rồi biến chứng thần kinh tự chủ ở nam thì có thể gây bất lực. Còn biến chứng trên thần trên dạ dày thì chúng ta sẽ thấy có một bệnh lý gọi là gastroparesis, tức là bệnh thần kinh, bệnh thần kinh dạ dày do đái tháo đường tiếp 2. Nó sẽ gây một cái triệu chứng là do bệnh nhân bị tổn thương thần kinh đó, cho nên nó sẽ làm cho bệnh nhân cái dạ dày bị mất chân, giảm chân lực, và nó mất chân lực nó làm cho bệnh nhân cái dạ dày bệnh nhân giãn ra. Vậy thì nó sẽ xuất hiện triệu chứng là gì? Nó đầy bụng, nó tức dùng thượng vị, nên nó có thể gây một cái rối loạn là hạ đường huyết sau ăn, nó giống như hội chứng dumping vậy đó. Thì thuốc để điều trị hiện nay bệnh nhân có triệu chứng đó thì chúng ta sẽ cho những cái thuốc, ví dụ domperidone nè, isoprai là thuốc sẽ nó sẽ tăng làm trống dạ dày, nó sẽ tăng nhu động dạ dày. Thường là bệnh nhân khi mà có biểu hiện vậy thì bệnh nhân rất là dễ nôn, đầy bụng và dễ nôn, thì chúng ta có thể sử dụng cái thuốc như là domperidone, isoprai để chúng ta giải quyết cái tình trạng điều trị được cái triệu chứng của bệnh bệnh thần kinh dạ dày và đái tháo đường thứ hai. À, một cái biến chứng thần kinh tự chủ ở bệnh nhân đái tháo đường thứ hai ở trên ruột đó, trên hệ tiêu hóa, thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân rất là dễ tiêu chảy, thì chảy có dài, cái chảy hoài, dài bữa là tiêu chảy nhưng lại bình thường, dài bữa tiêu chảy bình thường. Như vậy thì cái đó là cái biến chứng ha, biến chứng thần kinh của bệnh nhân đái tháo đường thứ hai. Và thường cái thuốc điều trị thông thường đó, bệnh nhân cũng không hiệu quả, mà nếu mà xác định do nguyên nhân này chúng ta không được dùng kháng sinh nha. Ở quên xin lỗi, chúng ta không có được chúng ta không có được cho những cái thuốc mà nó những cái thuốc mà nó những không xin lỗi, bệnh nhân mà bị cái tiêu chảy dần trên ruột đó, thì chúng ta phải xác định kỹ. Nếu mà do có kèm theo bội nhiễm đó, thì chúng ta sẽ uống thêm cái kháng sinh, sau đó chúng ta cho thêm cái vi sinh á ha, cái men vi sinh tiền ruột. Rồi nếu mà kéo dài quá không giải quyết được thì chúng ta có thể cho từng đợt cái loperamide tránh kéo dài.
Rồi như vậy thì tôi giới thiệu xong cho các bạn về tiêu chí chẩn đoán các biến chứng muộn của bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, nhắc lại biến chứng mạch máu lớn, mạch máu nhỏ, biến chứng thần kinh ha. Rồi và biến chứng lát chân. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái bước tiếp theo là điều trị. Điều trị bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì cái mục tiêu đây là mục tiêu được điều trị theo ADA 2019 ha, là giữ cho đường huyết lúc đói. À, đây là những cái mục tiêu cụ thể mà sau này khi lâm sàng các em tiếp cận bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, các em phải đặt một cái mục tiêu rất là cụ thể, và cũng như sau này cái thực hành, các em ra trường các em làm những bác sĩ rồi thì các em cũng bệnh nhân, cái mục đích là chúng ta phải kéo dài tuổi thọ, giảm cái biến chứng muộn của bệnh nhân, thì chúng ta phải giữ đạt được những cái mục tiêu này nè. Đường huyết lúc đó là phải từ 180 cho đến từ 80 đến 130, đường huyết sau ăn là dưới 180, đi ngủ là từ 110 đến 150, HB1C là dưới 7 chấm. Đó, là dưới 7 chấm. Khi mà bệnh nhân mới phát hiện đái tháo đường, đường huyết chưa có ổn định thì cứ mỗi 3 tháng chúng ta thử HB1C một lần, khi mà sau đó đường huyết đã ổn định thì có thể 6 tháng chúng ta xét nghiệm một lần. Rồi. Về vi lăng lipid máu thì chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta phải giữ cho bệnh nhân, nếu bệnh nhân không có bị tăng huyết áp, không có nguy cơ tim mạch gì hết thì chúng ta phải giữ LDL dưới 100, còn LDL dưới 70 khi bệnh nhân có những cái nguy cơ tim mạch rất là cao. Đó. Bệnh nhân có tim mạch, biến chứng tim mạch cao, ví dụ như bệnh nhân có hẹp động mạch ngoại biên, bệnh nhân siêu âm là có thấy thiếu máu bộ cơ tim hoặc là bị tiêu với thiếu máu bộ cơ tim thì chắc chắn như bệnh trạng này là LDL dưới 70, triglycerides phải dưới 110 và luôn luôn huyết áp phải giữ 140, lý tưởng ở người trẻ là dưới 130. Rồi bây giờ về kiểm để mà đạt được cái mục tiêu kiểm soát đường huyết thì chúng ta phải lưu ý nha, là chúng ta phải nên đường huyết nên đạt ở mức tốt, có nghĩa là gì, đường huyết lúc đói lúc nào cũng phải dưới 130, đường huyết sau ăn bất kỳ dưới 180 nữa ha, và làm sao chúng ta ổn định đường huyết sớm. Một bệnh nhân đến chúng ta có thể là đường huyết vô là 300, 350, nhưng mà có thể trong vòng 2 đến 4 tuần mình chúng ta phải duy trì để cái mức đạt mục tiêu, phải duy trì ổn định kéo dài chứ không phải lúc thì xuống lúc thì lên ha, để tránh các cái biến chứng đường huyết mà nó dao động nó cũng không tốt, hoặc hạ đường huyết cho bệnh nhân, đặc biệt là người lớn tuổi thì nguy cơ tử vong là cao hơn đó. Và nếu mà chúng ta đạt được cái HB1C ổn định kéo dài như vậy thì chúng ta sẽ giảm được các biến chứng rất là nhiều, đặc biệt là mạch máu lớn và mạch máu nhỏ. Từ một cái kết quả nghiên cứu của DCCT á, vào năm khoảng năm 2000 thì người ta thấy nếu mà anh giảm được 1% HB1C thôi, tức là bệnh nhân HB1C xuống ví dụ từ 7.9 thì xuống còn 6.9 thì sẽ giảm được khoảng 33% bệnh lý võng mạc, bệnh lý do mắt, giảm 22% về cái tổn thương thận, là giảm được vi đạm niệu, giảm được 38% bệnh lý thần kinh đó, giảm được 43% là cắt cục chi do hoặc là tử vong do cái bệnh mạch máu ngoại biên, giảm được có 43%, con số rất là đáng kể đúng không ạ, giảm được 37% chung về cái mạch tử bệnh lý chung như mạch máu nhỏ là bao gồm cả bệnh thận, bệnh mạch máu nha, giảm được gần 20% những vấn đề mà đột thị tinh thể bệnh nhân, giảm được 16% bệnh nhân suy tim và 14% nhồi máu cơ tim và 12% đột quỵ. Chúng ta thấy chỉ cần giảm được 1% HB1C thôi thì nó có cái ý nghĩa rất là lớn trong vấn đề giảm được các cái kết cục của bệnh nhân về tử vong cũng như là các biến chứng của bệnh nhân, tử vong tàn phế cho bệnh nhân đó. Để đạt được mục tiêu HB1C thì chúng ta cũng phải cá thể hóa, chúng ta không thể cao bằng với tất cả mọi người được. Người trẻ thì chúng ta kiểm soát đường huyết phải thật là chặt chẽ, người già chúng ta kiểm soát linh động hơn, những người mà có những cái bệnh nền nặng, cái kỳ vọng sống người ta thấp, nó thấp sống dưới 5 năm, những cái người ví dụ như là hoặc là những cái người như là bị ung thư, những người mà bị những cái bệnh mà chúng ta thấy kỳ vọng sống không quá 5 năm thì chúng ta phải kiểm soát đường huyết nhẹ nhàng thôi, vừa phải. Như vậy thì chúng ta phải dựa vào các yếu tố sau đây để chúng ta đặt cái mục tiêu kiểm soát đường huyết là tuổi nè ha. Rồi chúng ta hỏi bệnh nhân, chúng ta hỏi bệnh nhân trước
hoặc là khi mà bệnh nhân đã được chẩn đoán đái tháo đường thứ hai rồi á, thì chúng ta quyết định thay đổi thuốc thì chúng ta phải hỏi kỹ trước khi điều trị đó cái liều lượng ra sao, chế độ ăn ta như thế nào để mình điều chỉnh, vừa mình điều chỉnh nhiều yếu tố thì đường huyết người ta mới ổn định lâu dài được. Và chúng ta buộc lòng phải xem cái toa thuốc điều trị trước đó bệnh nhân, đó là điều cực kỳ quan trọng. Không có bệnh nhân đái tháo đường thứ hai 5 3 năm rồi mà không có toa thuốc, cứ tùy theo cơ địa mỗi người một khác, để cá thể hóa điều trị, không có người nào điều trị giống người nào cả đó. Thì chúng ta phải coi cái toa thuốc trước của bệnh nhân, rồi dựa vào kết quả xét nghiệm lần này chúng ta đánh giá, nếu đạt thì tôi duy trì thuốc đó, nếu không đạt thì tôi phải tăng thuốc, tôi phối hợp thêm thuốc, hoặc thuốc đó tôi thấy lượng thấp tôi tăng lên, chứ không có thể mà bắt làm lại từ đầu được, nó không có thay đổi thuốc hoàn toàn cho bệnh nhân được. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề điều trị của bệnh nhân rất là nhiều. Chúng ta phải luôn luôn hỏi chế độ ăn của bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2, bởi vì đái tháo đường tuyếp 2 là nếu mà chúng ta không kiểm soát được chế độ ăn hợp lý thì 50% chúng ta sẽ thất bại. Và thứ hai nữa là cái chế độ dinh dưỡng nó rất là quan trọng với bệnh nhân. Một số bệnh nhân có thể là nhịn ăn quá mức thì có thể giai đoạn đầu đường huyết ổn định, nhưng mà bệnh nhân sẽ bị suy kiệt, gầy, thiếu chất rất là nhiều, thì nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều trị về sau này và nguy cơ hạ đường huyết rất cao. Rồi chúng ta phải tầm soát và hỏi trước đó bệnh nhân đã có được chẩn đoán các cái biến chứng muộn chưa, biến chứng về tim, thận, não gì đó, thận đã có biến chứng chưa, để chúng ta lựa chọn thuốc cho phù hợp. Như vậy là chúng ta sẽ hỏi rất là nhiều yếu tố để chúng ta đánh giá cái tình trạng chung nhất bệnh nhân và lựa chọn một cái biện pháp điều trị thích hợp cho bệnh nhân. Là sau khi chúng ta hỏi xong rồi, chúng ta cũng phải khám lâm sàng để cho lần này chúng ta xác định cho bệnh nhân có biến chứng gì không. Bây giờ lần trước mình thấy BMI cao quá, mình yêu cầu bệnh nhân giảm cân, như vậy thì lần này bệnh nhân có giảm cân được hay không. Rồi huyết áp lần trước bình thường nhưng lần này không đo, có thể huyết áp nó vọt lên. Rồi ra mắt thì 1 năm chúng ta phải soi một lần. Chúng ta phải khám thần kinh và mạch máu, là chúng ta nếu bệnh nhân có triệu chứng là chúng ta phải thăm khám liền. Còn ít nhất 1 năm bệnh nhân phải tầm soát, phải đo được điện tim, phải làm được cái siêu âm tim đó, thì mình sẽ có theo cái khuyến cáo người ta hướng dẫn nếu bệnh nhân không có vấn đề gì về biến chứng. Và cận lâm sàng thì mổ mở chúng ta phải làm 3 tháng, còn trước khi điều trị thì chúng ta phải làm chức năng gan, sau 1 năm chúng ta sẽ làm lại. Đạm niệu thì chúng ta cũng phải xét nghiệm xong rồi 3 tháng sau chúng ta làm lại 2 lần âm tính, thì 5 sau chúng ta phải làm. Và creatinine cũng phải 1 năm để chúng ta tính độ lọt cầu thận huyết toán. Và cận lâm sàng mới lần đầu vô là chúng ta bắt buộc cho đầy đủ các cái xét nghiệm này. Rồi chúng ta qua cái này, những cái line này nó hơi sâu, mà nói chút xíu ha. Thì đối với bệnh nhân mà đái tháo đường thứ hai á, thì cái mức độ kiểm soát đường huyết dựa vào các yếu tố của nó là tuổi nè, thời gian mắc bệnh nè, cái kỳ vọng sống, có nghĩa là các cái bệnh lý đi kèm đó. Cái này thì trên lâm sàng cô sẽ nói thêm với các bạn thêm chút xíu. Đó là 3 yếu tố chính để chúng ta quyết định cái mức HB1C là điều trị tích cực, nó là dưới 6.5, hoặc là chúng ta điều trị vừa vừa, hoặc là những cái người mà đối tượng mà những cái đối tượng mà phải, bắt buộc phải giữ mức HB1C từ 7.5 trở lên đó nè, những người đó là có thời gian sống ngắn nè, rồi bệnh kèm theo là nặng, ví dụ như là bệnh nhân suy gan, suy tim, suy thận nặng rồi ha. Rồi cái thời gian mắc bệnh đái tháo đường tuyếp 2 người ta 15 20 năm, biến chứng tùm lum và tuổi trên 75 tuổi, thì những cái đối tượng này chúng ta phải giữ mức HB1C từ 7.5. Nếu mà những đối tượng này mà chúng ta kiểm soát được huyết quá tích cực thì người ta sẽ chết sớm hơn dự kiến do nguy cơ hạ đường huyết cao. Và nhu cầu dinh dưỡng bệnh nhân đái tháo đường, đây là một cái nhu cầu dinh dưỡng, đây là một cái nhu cầu dinh dưỡng cho người bình thường này các bạn, dinh dưỡng cho người bình thường tức là chất bột của mình chúng ta ăn uống hàng ngày, chúng ta không bị đái tháo đường thì chúng ta ăn khoảng 55% ha, trong đó thì chất đạm của chúng ta trung bình khoảng 15, mỡ thì khoảng 30%. Đây là nhu cầu dinh dưỡng thực phẩm hàng ngày, nó gồm 3 cái thành phần này. Nhưng mà bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2 đường là chúng ta sẽ giảm từ 5 đến 10%, tốt nhất là khoảng 10%. Như vậy thì 10% còn lại chúng ta sẽ phân bố như thế nào? Ít nhất là khoảng chúng ta không được tăng thêm quá 5% chất đạm, và tối đa chất đạm khoảng 20%. Mỡ thì chúng ta sẽ
Lipid chúng ta mở thì từ mở lipid nó khoảng tăng thêm 5% nữa là khoảng 35% trong cái nhu cầu năng lượng. Nhưng mà lipid chúng ta ăn phải đảm bảo nó là phải là các cái axit béo không bão hòa, tức là từ một chút từ thịt cá nhưng mà không phải từ mỡ, từ da ha, động vật, là chúng ta sẽ từ những cái thức ăn như dầu ô liu đó. Thức ăn như dầu dầu ô liu đó, thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái bệnh nhân, đảm bảo được năng lượng cho bệnh nhân ha. Và nhu cầu năng lượng á, cái đó lại mình nói là thành phần năng lượng, bây giờ qua nhu cầu năng lượng đó, có nhu cầu năng lượng của bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 đó, thì chúng ta sẽ thấy là nhu cầu năng lượng bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 cũng giống như người bình thường của chúng ta ha, là trung bình là 30 ra đến tối đa là 35 kg calo nha. Chúng ta nhân cho cân nặng bệnh nhân, vậy thì chúng ta sẽ thấy cái tổng lượng calo của bệnh nhân, một bệnh nhân khoảng 55 kg thì nhu cầu năng lượng của ta khoảng ngàn ngàn bảy ha, ngàn bảy kilo calo đó. Còn nếu 35 thì tối đa là khoảng 2.000 kilo calo. Đối với những cái đối tượng mà thừa cân béo phì thì người ta béo phì nặng thì ta xuống, chúng ta xuống 55 kilo calo, còn béo phì vừa vừa thì chúng ta sẽ khoảng 25 kilo calo cho nhân cho cân nặng của bệnh nhân đó, thì tùy theo. Còn trong trường hợp ta có thai kỳ thì chúng ta sẽ cộng thêm, và hoặc là người ta vận động viên thể lực hay là cái gì đó người ta vận động nặng thì chúng ta có thể cộng thêm, thì cái đó là cái này, thì đây là một cái nhu cầu năng lượng chung ha, chung cho những cái người có cân nặng bình thường là đối tượng chung, còn những đối tượng đặc biệt thì có cái chế độ năng nhu cầu năng lượng riêng. Về thức ăn thì người ta chia ra cái nhóm mà thức ăn có mức quy tăng đường huyết thấp, mức tăng đường huyết trung bình và mức tăng đường huyết cao. À, mức tăng đường huyết cao có nghĩa là cái gọi là Leuco Index. Leuco Index là viết tắt là chữ GI đó, là GI nó sẽ bằng bằng một, có nghĩa là ví dụ như cái người đó đó họ ăn 100 gram đường, họ uống 100 gram đường xong rồi thì sau đó họ sẽ được hấp thu 100 gram đường, thì chúng ta sẽ thấy là cái tỷ lệ Leuco Index của họ bằng một, có nghĩa là cái lượng đường của họ được hấp thu trên cái tổng cái lượng họ ăn vào, thì chúng ta gọi là Leuco Index ha. Như vậy thì gọi như thế nào gọi là cao? Cao có nghĩa là từ 70% trở lên là gọi là chỉ số GI cao. Chỉ số trung bình có nghĩa là gì? Từ 50 đến 70, và chỉ số thấp có nghĩa là dưới 50 ha. Những cái thức ăn mà gây cái chỉ số GI thấp á, gọi là tăng đường huyết thấp á, thì chúng ta sẽ thấy là có những cái loại này nè, đứng đầu là rau đậu cam táo nè, bốn này thì cái mức tăng đường huyết nó rất là thấp, cho nên mình khuyến cáo bệnh nhân ăn cái này từ nè, rồi da ua nè, còn tới sữa không đường, rồi mới tới mì sợi và tấm. Tấm thì so với cơm thì cái chỉ số GI nó thấp hơn cơm rất là nhiều. Rồi những cái loại mà tăng đường huyết mà cà dừa là cô nói là nhiêu, là trên 50 cho đến dưới 70 đó ha, thì có gạo nè, bánh quy nè, bánh mì còn nguyên hạt. Bánh mì còn nguyên hạt là cái gì tôi cũng không biết nữa, chắc có lẽ là bánh mì mà cái dạng mà còn nguyên cám đó các bạn ha. Rồi những cái loại mà tăng đường huyết cao GI mà từ 70 cho đến 100 như đường, có nghĩa là chỉ số GI là bằng một luôn ha. Rồi những đồ uống có đường cũng vậy đó, hãy uống bao nhiêu nó ra hết gần như co bấy nhiêu. Mật ong ba cái loại này là chỉ số GI nó bằng một luôn. Khoai tây chiên là cũng trên 0.7. Bánh mì trắng, à cái bánh mì trắng có nghĩa là bánh mì này là bánh mì làm từ những cái bột gạo, mà bột gạo bình thường, còn cái này bột gạo còn nguyên cám. Những cái thức ăn nhanh, những thức ăn nhanh là chúng ta sẽ thấy tăng đường huyết rất là dữ. Rồi khuyến cáo là nên ăn nhiều chất xơ nè, dùng nhiều thức những thức ăn có nhiều vitamin khoáng chất nè ha, và có trong rau trái cây nè ăn á. Thì đối với bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 thì chúng ta sẽ chia ít nhất là 3 bữa chính và 2 bữa phụ nè, để dành ngay cho đái tháo đường tiếp 1 các bạn. Với đái tháo đường tiếp 2 chúng ta ghi thêm là chỉ ăn được 3 bữa chính, ăn được chủ yếu là 3 bữa chính, hạn chế ăn các cái bữa phụ nhiều, không có chia đều bữa ăn ra như là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1.
À, nhắc lại đái tháo đường tiếp 1 thì chúng ta chia ra 5 mũi, 3 mũi chính, 2 mũi phụ. Còn đái tháo đường tiếp 2 chủ yếu tập trung 3 mũi chính. Có thể sử dụng những cái chất tạo ngọt mà chúng ta gọi là đường thuốc để thay thế cho đường trong bữa ăn để bệnh nhân không cảm thấy khó khăn trong vấn đề ăn uống. Rồi, phải kiêng rượu. Rồi, vấn đề thứ hai là điều trị trong điều trị không dùng thuốc bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 là chúng ta sẽ rèn luyện thể lực thì tùy theo cái tình trạng thể trạng của bệnh nhân, tùy theo lứa tuổi, tùy theo cái bệnh lý đi kèm của bệnh nhân mà chúng ta sẽ cho cái chế độ tập luyện thể dục tương đối phù hợp. Và thứ hai nó luôn luôn lúc nào thì chúng ta phải xem xét cái tình trạng tim mạch của bệnh nhân chúng ta mới quyết định điều trị, ở quyết định cái chế độ rèn luyện thể lực. Nếu bệnh nhân có bệnh tim mạch thì chúng ta loại ra, không có tập luyện gì trong này hết. Ví dụ như bệnh nhân suy tim, bệnh nhân có bệnh mạch vành nặng rồi chưa sắp đặt stent rồi thì chúng ta cũng cho bệnh nhân vận động ha. Rồi theo tổ chức y tế thế giới khuyến cáo được gọi là vận động trong điều trị đái tháo đường tiếp 2 đó là ít nhất là mỗi ngày người ta tập trung, người ta vận động một cái gì đó 30 phút, người ta thể dục trong 30 phút và ít nhất là 5 lần trong một tuần, có nghĩa là thời gian là trung bình 150 phút trong tuần và rải đều ra thì mới gọi là tập luyện thể dục nha. Một số bệnh nhân thì mình lựa chọn phương pháp, ví dụ như bệnh nhân có các cuộc chi rồi thì chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp nó sẽ khác với cái người hoặc là những cái người mà đã có biến chứng bàn chân đái tháo đường rồi nên thì chúng ta lưu ý là vận động tì đè nhiều nó sẽ không tốt cho bệnh nhân, lựa chọn cái biện pháp thích hợp tùy thuộc vào bệnh nhân. Như vậy là chúng ta sẽ qua vừa xong cái phần dinh dưỡng và tập luyện thể lực, đó là cái chế độ không dùng thuốc cho bệnh nhân đái tháo đường thứ hai rất là quan trọng, quyết định 50% thành công cho mình chị đái tháo đường thứ hai. À, các thuốc điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì chúng ta sẽ thấy tôi sẽ giới thiệu qua cái phần này nó không có trong bài của thầy, nhưng tôi giới thiệu cho các bạn biết nên các bạn có cái khái niệm gì các bạn không chịu chú ý không có tự đọc thì khi thực hành lâm sàng đó, tôi hỏi nhiều bạn các bạn không biết cái loại insulin nó ra sao mà nhiều khi mình cầm cái bút mình cũng không biết cái loại insulin đó là gì, thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em và giới thiệu cho các em các loại insulin có mặt trên thị trường. Insulin hiện nay thì người ta chia làm hai loại, cái loại insulin người nè hoặc là insulin thế hệ mới. Insulin người và insulin thế hệ mới này người ta sẽ dùng cái công nghệ sinh học, có nghĩa là lấy một cái đoạn gen mà của con người đó tổng hợp insulin đó, người ta cấy vào một cái loại nấm mang hoặc là một chủng vi khuẩn, để như cái loại nấm mang đó những chủng vi khuẩn đó nó sẽ tổng hợp, nó sẽ tiết ra insulin cho chúng ta. Nha, rồi sau đó người ta sẽ làm cho cái insulin đó nó tinh khiết và tách bỏ những cái loại bỏ những cái phần tạp chất ra sẽ tạo thành insulin tinh khiết. Thì insulin đó gọi là insulin người, nó có cấu trúc hoàn toàn giống hoàn toàn 100% với insulin của con người đó. Nhưng mà cái insulin mà của người này nè đó, người ta làm người ta đưa vô nhà các cái lọ cái bút tiêm thì nó có một cái bất lợi là gì các bạn, khi chúng ta tiêm vô thì nó hấp thu chậm lắm, nó hấp thu chậm hơn là cái insulin do tuyến tụy chúng ta tiết ra, nó hấp thu chậm hơn. Khi mà thức ăn của chúng ta vừa ăn vô rồi đó, thì cơ thể chúng ta sẽ tiết insulin ngay. Nhưng mà đối với cái insulin mà chúng ta tiêm, ví dụ cái loại insulin mà trộn đó thì hoặc là insulin một cái loại nhanh nhất insulin người là khoảng 30 phút là nó mới hấp thu rồi mới tăng lên máu. Như vậy thì nó sẽ có bất lợi là nếu mà chích xong chúng ta ăn như vậy thì nó sẽ tăng muộn, vì là đường trong máu nó cũng cao, nó cũng không kiểm soát được đường huyết sao ăn tốt hơn. Còn như vậy thì để mà người ta khắc phục được cái nhược điểm của insulin người mà khi tiêm vô dưới da nó chậm thì người ta phải cải tiến insulin nó thành một cái insulin thế hệ mới gọi là insulin analog. Làm sao vậy? Analog là gì? Là trên cái chuỗi insulin đó người ta sẽ tác động vô, người ta sẽ thay đổi một vài acetamin trên cái chuỗi của insulin nó, rồi nó sẽ trở thành một cái insulin analog thế hệ mới. Một vài acetamin ví dụ như insulin người ta thay thế cái aspart hoặc là cái lisdol, cái acetamin lisdol aspart và cái chuỗi acetamin nó thì nó sẽ tạo ra insulin analog.
và cái điểm lợi điểm của cái insulin thế hệ mới này nè, là khi mà tiêm vô xong chút xíu 50 phút là nó hấp thu trong máu này, nó hấp thu nhanh và nồng độ nó cao, và cái thời gian của nó bán vị của nó cũng ngắn. Vì vậy mà nó có một cái lợi điểm là nó sẽ, khi chúng ta tiêm vô thì nồng độ máu nó vô máu ngay và nó sẽ phù hợp với sinh lý, nó giống với sinh lý người hơn. Vì vậy cho đến thời điểm này thì insulin thế hệ mới, insulin analog, insulin model này là insulin hoàn hảo nhất cho đến hiện nay đó. Nha. Rồi bây giờ các loại insulin á, người ta chia ra nhiều loại đấy, phụ thuộc vào người ta sẽ cho nó kết hợp thêm các cái chất, gọi là cái chất gọi là gì, cái chất không phải phụ, cái chất mà trong cái ngành dược mà người ta sẽ cho cái nó kết hợp thêm một số chất tá dược. Ừ, đúng rồi, một số tá dược, hoặc là cho kết hợp thêm một số cái chất khác để nó sẽ tạo thành các loại insulin, nó sẽ hấp thu nhanh hoặc là hấp thu trung bình hoặc hấp thu ngắn, thì người ta sẽ cho kết hợp với một số chất. Ví dụ insulin chậm này là người ta lấy insulin người này, người ta gắn kẽm vô một cái là bắt đầu nó sẽ phóng thích một cách từ từ và nó sẽ hấp thu một cách từ từ đó. Như vậy thì người ta dựa vào cái thời gian tác dụng của từng loại insulin này, người ta sẽ chia làm insulin có tác dụng ngắn, nó tác dụng nhanh, hoặc là tác dụng trung bình, hoặc là tác dụng chậm kéo dài. Tác dụng chậm kéo dài là thường nó phải từ 16 tiếng cho đến 24 tiếng, và hiện nay là có những cái loại insulin analog nó tới 32 tiếng đó, 36 tiếng luôn đó. Thì đó là về mặt cái phân loại của insulin. Còn insulin hai pha, insulin trộn, các em phải làm quen với các thực tưởng này. Insulin hai pha hay còn gọi là insulin trộn hay insulin hỗn hợp, có nghĩa là gì? Đây hay người ta gọi là remix insulin á. Thì những cái loại insulin này người ta sẽ trộn cái loại nhanh với cái loại trung bình, thường hay hay trộn loại nhanh với loại trung bình đó. Thì hoặc là người ta dùng hai cái loại insulin thế hệ mới, insulin nhanh ngắn với một cái loại insulin mà nó ngậm với protein, thì nó sẽ ra một cái loại insulin hỗn hợp đó. Thì thường là người ta sẽ thấy là insulin á, insulin ngắn nó sẽ có tác dụng lâm sàng là gì, khi mà chúng ta tiêm vô thì nó sẽ nồng độ nó cao trong máu, nó sẽ kiểm soát được ngay cái đường huyết sau ăn. Đối với cái insulin chậm á, thì nó sẽ hấp thu cách từ 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 từ, rồi sau đó nó tăng nồng độ, nó tăng từ 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 và khoảng 6 tiếng sau thì bắt đầu nó mới có một cái nồng độ vừa phải trong máu. Thì như vậy thì người ta thấy là đó, cái nồng độ đường huyết nó tăng ở những cái thời điểm đó, nó sẽ giúp kiểm soát đường huyết sau ăn, người ta gọi là lúc đói, nó đường huyết lúc đói. Nếu mà chúng ta kết hợp hai cái loại insulin này vào thì chúng ta gọi là insulin trộn đó, thì nó sẽ kiểm soát cả đường huyết lúc đói và đường huyết sau ăn. Rồi như vậy là chúng ta, tôi giới thiệu cho các em cái loại insulin. Thì đây là cái đường biểu diễn một số insulin nền ha, bên cạnh đó nó có loại insulin nền, đó là cái hiện nay người ta hay dùng nó ha, nó dựa vào sinh lý tiết insulin thì để kiểm soát mức đường huyết sau ăn lúc đó, thì người ta tạo ra một loại insulin gọi là insulin nền, lúc nào nó cũng có cái nồng độ khi tiêm vô nó sẽ ở cái mức thấp, để nó mục đích là giống với cái insulin nền của cái tuyến tỵ tiết sau khi mà hết hấp thu rồi, để mục đích là nó giữ kiểm soát đường huyết đó. Rồi tôi giới thiệu về xong các loại insulin ha, bây giờ qua tới thuốc. Thuốc hiện nay thì có nhiều nhóm thuốc ha, nhiều nhóm thuốc, người ta chia hai nhóm thuốc lại là nhóm thuốc cơ chế tác động độc phụ thuộc về insulin, ví dụ như nhóm metformin, nhóm SU và insulin thay thế, và nhóm thứ hai là nó có tác dụng độc lập với insulin, không có liên quan đến insulin, đó là cái thuốc thải đường SGLT2 và thuốc làm chậm chuyển hấp thu đường ở trong ruột, đó là cái nhóm ức chế men alpha-lipoxidase. À, nên đây là cái bản tổng hợp cơ chế của tất cả các thuốc hiện nay, đó là nhóm metformin làm giảm sản xuất, tác dụng chính của nó đó nghe em, nó còn nhiều tác dụng nữa. À, giảm sản xuất gluco tại gan đó, là nó tăng gì các bạn, nó tăng nhạy cảm insulin. Nhóm SU nha, sulfonylurea viết tắt là SU đó,
bạn như nó lại nó làm tăng tiết insulin. À, cái nhóm insulin nó là hormone thay thế, nhóm GLP-1 nó là đồng bọn GLP-1 á. À, để nó giải quyết cái, nó cải thiện cái sự giảm erythrin á, thì nó sẽ kích thích insulin do cái tác động gluco nè. Rồi cái nhóm thuốc tiếp theo nữa, các bạn thấy những cái nhóm thuốc này các bạn highlight lên ở trên thị trường hiện xài ở Việt Nam đó, ức chế DDR4 với đồng bọn GLP-1, hai cái thuốc này nó mặc dù nó cái cơ chế tác dụng nó khác nhau nhưng mà hiệu quả trên lâm sàng nó giống, gần gần giống nhau nha. Rồi nhóm thuốc SG, ức chế kênh SGLT2 là cái thuốc mà tác động vô cái thận nãy theo cái cơ chế bình sinh, cái hình đầu tiên cô giới thiệu cho các bạn đó. Các bạn sẽ thấy cái thuốc nó sẽ làm gì các bạn? À, thuốc nó sẽ ức chế kênh SGLT2. Như vậy thì tôi giới thiệu hồi nãy là tôi có giới thiệu về cái hiệu ứng erythrin là các bạn ha. Nhắc lại là erythrin là một cái hormone giảm leptin, nó được bài tiết sau ăn, sau khi mà ăn vài phút đó. Khi nào thức ăn mà chúng ta ăn những thức ăn mà có đường nhanh đó, thì sau vài phút cái đường nhanh nó được hấp thu, nó sẽ kích thích tế bào K, tế bào L tiết ra cái erythrin. Erythrin này nó sẽ đến tỷ, nó kích thích tuyến tỷ, tăng tiết insulin và ức chế glucagon nãy cô nói là ha. Như vậy và cái lượng erythrin này nè, nó sẽ được tiết ra, nó phụ thuộc vào cái lượng đường chúng ta ăn vào, cho nên nó giúp cho cơ thể chúng ta điều chỉnh. Anh ăn ít erythrin, anh ăn ít đường thì erythrin này nó tiết ít, ăn nhiều thì erythrin tiết nhiều. Nhưng mà ở bên trong đái tháo đường thứ hai thì do tổn thương thần kinh dạ dày ruột rồi, thì nó sẽ làm cho cái hiệu ứng erythrin này nó giảm đi. Thì bây giờ chúng ta mới có những cái thuốc để mà kích thích tiết, nó sẽ kích thích tiết erythrin, hoặc là những cái thuốc mà nó làm cho cái erythrin này nó tăng cái hoạt tính trong máu. Thì có hai cái thuốc là đồng vận GLP-1 và đồng vận GLP-1 và ức chế men DDR4 đó các bạn nha. Rồi cái cơ chế tác dụng SGLT2 này nè, là cái thuốc này chúng ta thấy nè ha. Bây giờ nhìn vào cơ chế chúng ta thấy nè, khi mà chúng ta uống cái thuốc SGLT2 nè, cái thuốc tuyến tiến nè, nó sẽ đến nó gắn với cái ngay cái chỗ cái kênh nè, ở ống lượng gần nè. À, đây là cái cầu thận nè, khi chúng ta uống thuốc ít ức chế kênh SGLT2 vô á, thì nó sẽ đến cái kênh này, nó sẽ block cái kênh này, và cái kênh này bình thường thì nó sẽ hấp thu 90% gluco ha, chở ngược vô chở ngược vô trong máu. Còn bây giờ khi mà nó ức chế hết 90% cái lượng gluco, nó lượng gluco mà ở thận này lọc ra, như vậy thì nó sẽ thải ra được trung bình một ngày nó khoảng 70 gram gluco trên một ngày. Và 70 gram gluco là chúng ta sẽ thấy so sánh với cái muỗng cà phê là chúng ta sẽ thấy mười mấy muỗng cà phê rất là nhiều, cái lượng đường thải ra ngoài đây nước tiểu rất là nhiều, 70 gram khá là lớn, khoảng 14 cái 14 muỗng đường mà chúng ta gạt ngang đường đường cà phê đó. Và như vậy thì nó sẽ làm giảm cái lượng đường đáng kể trong máu. À, bây giờ nó thải qua đây thì đường nó sẽ làm sao, chúng ta ăn nhiều nó thải ra bớt nhiều, vậy thì bệnh nhân có bị hại đường huyết không? Không, vậy đường trong máu nó thấp xuống không đủ xài thì nó sẽ lấy cái lượng đường ở đâu, đường còn tích lũy từ cơ, từ glucogen. À, như vậy thì nó sẽ làm cho bệnh nhân ổn định đường huyết. Cái thứ hai nữa là gì, khi mà đường nó còn ở trong ống thận này nó sẽ kéo nước ra, kéo nước ra. Thứ hai nữa là cái kênh này nó ức chế hấp thu vừa gluco mà vừa natri nữa, như vậy thì nó sẽ nó thải natri, nó thải nước, như vậy là nó sẽ giúp cho bệnh nhân kiểm soát huyết áp tốt hơn, nó thải natri bệnh nhân suy tim sẽ rất là tốt đó. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ làm tốt cho vấn đề suy tim, vấn đề huyết áp, vấn đề đường huyết và vấn đề cân nặng của bệnh nhân. Nè, vậy thì cơ chế nhắc lại, nó ngăn tác thu gluco từ từ cái ống thận này ha, thông qua ức chế cái vận chuyển gluco ở ống thận này ha. Rồi nó thải được khoảng 70 gram gluco này. Nhưng mà khi mà nó thải nước tiểu ra, nước tiểu nhiều quá thì nên sao, đường trong nước tiểu nhiều, như vậy thì dẫn đến nguy cơ dễ bị nhiễm trùng tiểu, nhưng mà nó không không phải là đáng kể lắm.
À, nhưng mà thuốc chống chỉ định cho bệnh nhân suy thận như cái suy thận thì mức lọc cầu thận dưới 30. Rồi bây giờ xong tất cả các thuốc rồi, bây giờ chúng ta sẽ điều trị cụ thể cho từng từng nhóm đối tượng. Bệnh nhân đái tháo đường type 1, bệnh nhân đái tháo đường type 1 thì chúng ta hướng dẫn là chúng ta thay đổi lối sống dinh dưỡng, tập luyện, không được sử dụng thuốc lá. À, thuốc duy nhất có mỗi insulin thôi, insulin. Rồi tùy theo cơ địa bệnh nhân mà chúng ta có thể chế độ một liệu, bắt buộc cái bệnh nhân này ít nhất phải xài insulin phải 2 lần ngày trở lên, 2 lần, 3 lần, 4 lần, chứ không thể là 1 lần insulin thay thế luôn. Nên không còn tiết insulin tí nào nữa thì chúng ta sẽ cho uống insulin. Đó, bệnh nhân chúng ta sẽ dẫn bệnh nhân tự xét nghiệm đường huyết ít nhất 4 lần trong ngày, trong thời gian đầu xét nghiệm đường huyết tối sáng, tối trưa, tối chiều và trước khi đi ngủ, để mà căn cứ theo cái mức đường huyết đó chúng ta tự chỉnh liều insulin cho bệnh nhân và dò một cái liều insulin thích hợp làm sao phải đạt được tiêu HbA1c. Và như vậy thì cái cơ sở mà để cho cái loại insulin và các cái liều insulin đó ha, chúng ta sẽ thấy là dựa vào cái cơ sở sinh lý bài tiết insulin của bệnh nhân nè, ở của cái người bình thường chúng ta nè. Đó, insulin nó sẽ có tiết hai, gọi là insulin nó sẽ tiết hai pha. Pha thứ nhất là pha nhanh để nó kiểm soát đường huyết ở 3 bữa ăn. À, đường huyết ở 3 bữa ăn đó, nó sẽ tác động là nó kiểm soát như vậy là insulin nhanh. 50% nó sẽ tiết ở các bữa ăn và 50% còn lại là insulin để nó kiểm soát đường huyết sau hấp thu và đường huyết lúc đói. Thì những cái này chúng ta sẽ bổ sung như vậy, dựa vào cái sinh lý này chúng ta sẽ rõ ràng là chúng ta phải cho một cái loại insulin nào đó mà nó phải kiểm soát insulin bữa ăn là insulin nhanh, và đó là insulin chậm của insulin nền để kiểm soát cái phần đường huyết còn lại. Như trẻ dậy thì người ta hướng dẫn của mình là gì? Nửa nhu cầu insulin dùng chuyển qua các bữa ăn, nửa còn lại để dùng để gì? Dùng để kiểm soát đường huyết lúc đó. Và nhu cầu insulin trong cơ thể của chúng ta nè, trung bình là khoảng là từ 0,7 đến 1 kg cân nặng trên một ngày. Các bạn nhớ cái này luôn để mình biết tính liều insulin cho bệnh nhân ha. Rồi mình chia thành 2 mũi tiêm cách nhau mỗi 12 giờ nha. Nhớ mục tiêu chúng ta đặt là điều chỉnh insulin cơ bản để được huyết đói đạt từ 80 cho đến 130 đến 120. Và insulin mà nếu mà chúng ta sử dụng insulin nhanh đó, là chúng ta sẽ chia theo cái tỷ lệ, à, cái tỷ lệ bữa ăn sáng ăn trưa ăn chiều thôi, cái này chúng ta không cần nhớ. Đó, đây là một cái phác đồ tiêm insulin 2 mũi, biểu diễn cái nồng độ insulin trong máu, và cái này là màu xanh, này là đường huyết, còn cái đây là các cái mũi màu tím, này là các cái mũi tiêm insulin remix chúng ta tiêm để kiểm soát cái đường huyết sau ăn, đường huyết lúc đói và đường huyết sau ăn, nó có cái sự nối tiếp. Rồi phác đồ tiêm 3 mũi là trong trường hợp những 2 mũi mà không kiểm soát đường huyết ngoài HbA1c thì những bệnh nhân đã có đường tiếp 1 có thể tiêm 3 mũi nhưng chỉ tiêm được cái insulin analog thôi. Rồi đây là phác đồ tiêm 4 mũi cho bệnh nhân mà dùng 3 mũi mà không kiểm soát được. Ở bệnh nhân đái tháo đường type 1 thì chúng ta có thể 4 mũi. Chúng ta tiêm một cái mũi cái insulin, insulin analog, insulin insulin nền, gọi là insulin basal đó. Insulin nền vào một cái buổi tối, buổi tối trước ở đây nè. Rồi, này nó đừng biểu diễn trong 24 giờ nè. Rồi tiêm trước bữa ăn, chúng ta có thể tiêm insulin extrabit trước bữa ăn cộng insulin này, thì đây là một cái phác đồ và điều trị gọi là mạnh nhất nha, mạnh nhất trong bệnh nhân điều trị để kiểm soát đường huyết của bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 như tiếp 2 luôn. Và bây giờ qua tới đái tháo đường tiếp 2 thì đây là cái phác đồ điều trị theo ADA 2017. Thì chúng ta lưu ý nè, hai cái mức nè, thể trị nè, khi mà cái này hướng dẫn cho bạn lâm sàng luôn nè. Khi mà chúng ta dựa vào đây hướng dẫn thì chúng ta thấy một bệnh nhân đến phát hiện, mới phát hiện đái tháo đường type 2 ha. Để chúng ta thì nếu mà HbA1c dưới 9 chấm thì chúng ta sử dụng bằng phối hợp bằng metformin. Nếu mà từ 9 chấm cho đến dưới 10 chấm thì chúng ta phải phối hợp ngay 2 thuốc, và trên 10 chấm thì chúng ta phải, và có triệu chứng tăng đường huyết thì chúng ta phải sử dụng insulin. Như vậy thì sử dụng insulin
Còn thuốc hạ đường huyết cho bệnh nhân đái tháo đường thứ hai thì chúng ta có thể sử dụng insulin chậm trước khi ngủ nè nha. Đó rồi, đối với lưu ý là bệnh nhân mà có đái tháo đường thứ hai mà không được kiểm soát triệu chứng tốt, ở không được kiểm soát đường huyết tốt mà bệnh nhân có cái triệu chứng dị quá nặng, đường huyết lúc đó lớn hơn 250 nè, đường huyết lắc kỳ lớn hơn 300, có kèm thêm chứng ăn nhiều nhiều tiểu nhiều nhiễm ceton, thì chúng ta sẽ cân nhắc dùng insulin kết hợp với dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường thứ hai. Rồi có thể là phối hợp với insulin và vừa thuốc viên và insulin nền để kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân. Bệnh nhân nếu mà không còn đáp ứng với thuốc viên nữa thì chúng ta sẽ phối hợp sử dụng insulin tăng cường luôn ha. Rồi chúng ta nắm nguyên tắc thôi. Vậy là insulin mà trộn sẵn trong bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì chúng ta sẽ có là cái dạng đây là insulin người nè các bạn, đây là insulin người nè ha. Insulin người là huyết tạc nè, hoặc là homolin 30 70 hoặc xylin 30 70 là insulin trộn đó. Đó, bây giờ insulin trộn trên thị trường. Cái này là insulin cái những cái hoạt chất nè, những cái biệt dược này là huyết tạc nè. Là homolin nè, xylin nè, đây là cái thành phần nó chứa trong cái và mới tạc 30% nó là actamis, 70% nó là insulatạc ha. Rồi đối với cái mà insulin trộn mà của thế hệ mới đó, analog đó, thì nó sẽ có 30% của aspart và 70% của insulin R-vitamin. Rồi đó là một cái phác đồ tiêm hai mũi, nãy chúng ta sẽ thấy ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 mà không đáp ứng thuốc viên nữa thì chúng ta xài luôn mũi tiêm, thì chúng ta sẽ tiêm hai mũi và insulin remix là insulin này nè, là insulin Novavax này nè, insulin insulin trộn mà thế hệ mới đó, là chúng ta sẽ tiêm vô, thì đây là cái đường biểu diễn của thuốc, kiểm soát đường huyết rất là tốt. Bây giờ đái đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta lưu ý có mấy cái nè nè. Thứ nhất là nếu tăng đường huyết thì nó sẽ có thể nguy cơ ảnh hưởng đến mẹ và bé trẻ em, và nó rất là dễ tăng nhiễm tông ceton ở bà mẹ đái tháo đường thứ hai. Khi nhiễm ceton thì trong cái lúc thai kỳ nếu chúng ta không phát hiện thì có thể gây quá thai cho bé. Đối với bà mẹ mà có thai đó là chỉ sử dụng insulin thôi, duy nhất là một loại thuốc thôi, không có xài được cái gì hết, chống chỉ định cho tất cả các thuốc viên ha. Rồi mục tiêu kiểm soát đường huyết thì nó khác với đường huyết của người đái tháo đường thứ hai không có mang thai. Đường huyết lúc đó là phải dưới 100, đường huyết sang dưới 140 HB1C phải đạt 6.5 thì thai nó mới phát triển tốt. Rồi đối với người lớn tuổi, đối với những người lớn tuổi có nghĩa là người trên 65 tuổi ha, hoặc là đối với người rất lớn tuổi là trên 75 tuổi, thì đối với người trên 65 tuổi nó mới phát hiện thì đường huyết có thể dưới 7 chấm, nhưng mà cái người lớn tuổi trên 75 tuổi thì chúng ta phải xem xét là phải trên 75 tuổi trở lên phải xem xét HB1C phải cỡ 7.5 cho đến dưới 8, không có được để thấp quá, vì bệnh nhân có thời gian sống ngắn, bệnh nhân rất là dễ hạ đường huyết, mà bệnh nhân hạ đường huyết thì bệnh nhân sẽ tử vong gì sẽ tử vong sớm hơn là để cái đường huyết đó nó ở mức cao như vậy, bệnh nhân có thể thụ hưởng sống được 10 15 năm nữa mới có biết chứ. Và lưu ý là sử dụng tất cả các thuốc những gì gì khởi liều là liều thấp và tăng chậm từ từ nha. Rồi như vậy là phần bài giảng của cô xong rồi, còn đã có đường tiếp hai xong, em nghỉ với Lào khoảng 10 phút nha. Dạ cô ơi, cho em hỏi cái cân nặng lý tưởng của người đái tháo đường tính có khác so với người bình thường không cô? Rồi nếu tính Người nào thì cũng như người nào hết trơn, người đái tháo đường không như người đái tháo đường cũng đều có cân nặng lý tưởng giống nhau hết. dạ. Rồi tất cả BMI để dành tất cả cho mọi người mọi chủng tộc, nhưng mà cái quy định về BMI như thế nào là béo phì, như thế nào là tăng cân thì nó sẽ có chuẩn riêng cho theo chủng tộc của châu Á, riêng châu Âu riêng. BMI của người không đái tháo đường nếu 25 thì gọi là béo phì, thì người không béo phì cũng BMI cũng 25 cũng gọi là béo phì, nhưng nhau không thay đổi, chỉ thay đổi theo chủng tộc thôi.
Em cảm ơn cô. Ừ, rồi. Bác sĩ cho Em nói lớn lên giùm chị đi, nói lớn trong 3 tháng điều trị thì bệnh nhân có đi kiểm tra tại bệnh viện thì mức đường huyết sẽ có mức bình thường thì mình có nên cho bệnh nhân bây giờ không cần dùng thuốc. Em nói cô không nghe gì hết trơn. Mấy cái biện pháp bình thường. Em nói lại đi em ơi, cô không nghe gì hết trơn, nói lại thôi, bây giờ em nói lại thôi. Em nói lại đi, em nói lại thôi. Bệnh nhân là sao? Một bệnh nhân này là tuổi cũng còn trẻ, cỡ 40 tuổi, là bị đái tháo đường nó phát hiện đây. Rồi thầy thuốc cho bệnh nhân sử dụng metformin. Trong vòng 3 tháng khi điều trị thì hàng tháng bệnh nhân vẫn xét nghiệm được huyết, mức đường huyết trở về mức bình thường rồi. Bây giờ bệnh nhân này có cần uống tiếp tục thuốc metformin hay không, hay là chỉ cần thiết là sử dụng các cái biện pháp mà không cần dịch thuốc để điều trị thôi, để kiểm soát. Bây giờ em thấy về mình học cái bài nãy mình thấy diễn tiến đái tháo đường tiếp 2 đó, diễn tiến của bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 nó có dừng lại không? Nó không dừng lại, nó không dừng lại. Như vậy thì bây giờ với một cái người đái tháo đường tiếp 2 á, chúng ta phải coi một chút xíu nè. Ví dụ như bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 mà mới phát hiện đi, năm trước người ta đo là đường huyết HB1C người ta 6 chấm, ta biết ta tiền đái tháo đường, năm nay bây giờ nó lên 6.7, thì những cái đối tượng đó đó không cần phải uống thuốc mà chỉnh chế độ ăn, chế độ tập luyện, đường huyết nó chắc chắn nó sẽ dưới 6.5. Bây giờ một cái đối tượng mà vô người ta 3 năm người ta không có xét nghiệm mà giờ đường huyết người ta HB1C, đường huyết người ta 107.8, lúc đó HB1C người ta khoảng 7 chấm, người ta khoảng 7.8, gần 8 chấm, 8 chấm. Như vậy thì 3 tháng chúng ta sử dụng metformin, đường huyết trở lại bình thường thì đối tượng đó chắc chắn là chúng ta không không ngừng thuốc em ha. Hoặc là nếu người ta ngưng thuốc ta chỉnh chế độ ăn phải đúng, chứ không phải bắt ta nhịn ăn là tự động đường nó hạ xuống là không có đúng. Phải đảm bảo cái điều kiện là ăn cho đúng, ăn cho đủ năng lượng, cho đúng thành phần chế độ đái tháo đường, không ăn những cái đường đơn nhiều, không ăn những thức ăn có nhiều đường. Rồi chỉnh chế độ ăn, rồi bệnh nhân có điều kiện mua máy thử đường, cứ chỉnh hoài vài ba ngày chỉnh, nếu mà thấy nó tăng lên nữa rồi thì có thể là chúng ta quay trở lại, chúng ta cho bệnh nhân sử dụng thuốc tiếp tục chứ không có ngừng nha. Vì do cái đặc tính đặc tiến triển của bệnh nhân đái tháo đường thứ hai rồi, đã có chỉ định sử dụng thuốc rồi, thì bây giờ quan trọng cái điều mà các bạn cần phải xem xét là bây giờ lúc mà chỉ định lệnh định metformin của bệnh nhân đó là mức HB người ta bao nhiêu, mức HB người ta còn thấp quá, ví dụ người ta 6.7, 6.8 mà chúng ta chưa chỉnh chế độ ăn, chúng ta sử dụng mét ngay thì chúng ta sẽ xem, chúng ta phải coi là có cần thiết phải tiếp tục thuốc hay không, thì lúc đó chúng ta phải đánh giá lại ha. Nếu là tôi là thầy thuốc thì tôi sẽ đánh giá lại, ví dụ giờ mới uống có metformin có 1 gram thôi, bây giờ đường huyết HB1C nó còn có 5.5 hả, quá thì thấp đi, thì cái bệnh nhân đó cô sẽ xem xét là chỉnh chế độ ăn và ngưng thuốc, nó tùy ha. Dạ, cảm ơn cô. Ừ. Nghỉ chút xíu để cô uống nước một cái. Khát nước quá trời luôn rồi. Giảng nói liên tục với mấy em. Nguyên từng rồi là giảng nội bệnh lý cho các em không uống xỉu luôn. Cấm miếng trứng cấp của đái tháo đường tiếp 2. Chúng ta chia ra hai nhóm nữa. Miếng trứng cấp tăng đường huyết và miếng trứng cấp hạ đường huyết. Ở bên dưới cấp tăng đường huyết thì chúng ta có hai nhóm bệnh, đó là nhóm hôn mê, nhiễm tamoxifen và tăng áp lực thẩm thấu. Cho cái bài mà trong cái bài của thầy truyền đó các bạn, cái tài liệu mà các bạn đang cầm đấy, thì cái phần hai cái phần này nó nhập chung lại một, nhưng mà cái bài giảng của cô thì cô tách ra, tại vì cô thấy hai cái bệnh này, hai cái cơ chế bệnh sinh nó hoàn toàn khác nhau. Thứ hai nữa là triệu chứng lâm sàng nó cũng có nhiều điểm khác nhau.
điều trị nó cũng khác nhau luôn. Mình dựa vào cơ chế bệnh sinh thì chúng ta thấy điều trị nó khác nhau, tuy nhiên nó có vài điểm giống nhau đó ha, thì nó giống nhau cái điểm tăng đường huyết thôi và một số rối loạn về điện giải thôi, còn lại nó khác nhau. Cho nên cái bài này cô tách ra, chịu khó các bạn vừa cầm học cái bài này, vừa nhìn trên cái slide của cô và vừa cầm cái cuốn sách, cái tài liệu của nội bệnh lý ba đó, cái nào cần thì các em note lại. Và cái bài này dĩ nhiên là nó sâu hơn bài của thầy ha. Như vậy có cái gì thắc mắc thì cuối buổi thì chúng ta các em sẽ hỏi cô ha. Cho nên điều trị nó sẽ cũng theo cái thứ tự đó. Thì chắc là một lần đầu thì các em cũng hơi khó để các em nhận diện. Vậy thì cái phần nào mà có tăng áp lực thẩm thấu của bài của thầy thì các em sẽ nhìn vô và các em tích lại nha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái bài đầu tiên. Phần đầu tiên đó là nhiễm toan seton. Nhiễm toan seton được định nghĩa là một tình trạng nhiễm toan do chuyển hóa nha, nhiễm toan chuyển hóa do tăng các thể seton trong máu. Seton nó được thành lập trong máu ha, nó kết hợp với tình trạng tăng gluco máu và mất nước. Trầm trọng như vậy là biểu hiện lâm sàng bệnh nhân có ba vấn đề ha. Vấn đề thứ nhất là toan chuyển hóa, biểu hiện lâm sàng toan chuyển hóa. Thứ hai nữa là tăng gluco máu. Thứ ba là mất nước trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 có thiếu insulin nha. Vậy là vấn đề chính của bệnh nhân là thiếu insulin và có sự gia tăng các cái hormone đối kháng insulin như là glucagon, catecholamine, cortisol máu và có tăng yếu tố tiền viêm, nó sẽ thúc đẩy làm cho cái tình trạng tăng đường huyết là nhiễm toan seton nhiều hơn. Nó tóm lại như vậy, cái định nghĩa về mặt định nghĩa nhiễm toan seton là đầu tiên là phải có toan máu, như vậy toan máu pH giảm. Thứ hai là tình trạng tăng gluco máu và mất nước. Còn nguyên nhân mà nó dẫn đến toan là do các cái yếu tố có thiếu insulin, cho gia tăng các yếu tố các hormone đề kháng insulin, đối kháng insulin ha. Như vậy thì về mặt các cái nguyên nhân và yếu tố thúc đẩy, có nghĩa là một bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 á, thì nó có thể là đây là một bệnh nhân đái tháo đường giai đoạn tiềm ẩn, giai đoạn mà nó sắp sửa mà thiếu insulin hoàn toàn rồi. Bây giờ bệnh nhân có một yếu tố nhiễm trùng nó thúc đẩy. Đối với bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 á thì nó khác một chút, nó sẽ có những cái yếu tố thúc đẩy thật sự thì nó mới có thể là chuyển nhiễm toan seton. Đối với đái tháo đường tiếp 2 thì nhiễm toan seton nó ít hơn. Các cái nguyên nhân mà có thể thúc đẩy làm cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 có thể chuyển sang nhiễm toan seton, đứng đầu là nhiễm trùng nặng. Những cái bệnh nhân ví dụ như nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng ha, ở trên cái cơ địa mà có đái tháo đường tiếp 2 mà kiểm soát đường không tốt. Rồi bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 nhưng mà hoặc là đái tháo đường tiếp 1 đang điều trị bằng insulin nhưng mà bệnh nhân bỏ trị làm đường huyết nó tăng giọt, nó thiếu insulin ha, thì nó cũng dẫn đến một tình trạng thiếu insulin. Hoặc là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 mà phải có thiếu insulin rồi, bây giờ đang sử dụng những cái sinh phân liều cao để kích thích insulin, bây giờ ngưng thuốc. Bệnh nhân có bị đái tháo đường tiếp 2 mà bị stress, nãy nhiễm trùng nặng nhưng mà bây giờ cái stress tức là bệnh nhân bị nhồi máu não, nhồi máu cơ tim hoặc bệnh nhân bị viêm tắc động mạch, đây là những cái biến chứng nặng ha, nhưng bị stress do các cái biến cố và bệnh lý này nó sẽ làm gia tăng các cái hormone đối kháng insulin kết hợp với tình trạng thiếu insulin. Một bệnh nhân đang bị đái tháo đường tiếp 2 là bị thai nghén, nãy cô có nói đó, thì bệnh nhân rất là dễ bị nhiễm toan seton. Hoặc là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 mà bây giờ cần phải phẫu thuật cấp tính mà đường huyết nó hơi thấp một chút, thì phẫu thuật sau phẫu thuật nó là stress, nếu kiểm soát đường huyết không tốt, kiểm soát nước, bệnh nhân mất nước thì bệnh nhân rất là dễ bị nhiễm toan seton và tăng lực thẩm thấu. Một số các nguyên nhân khác nó có thể thúc đẩy nhưng mà nó không có nhiều bằng các cái yếu tố ở trên, ví dụ như bệnh nhân bị cường giả thượng thận, chứng gai đen, hoặc bệnh nhân đang bị nhiễm độc giáp điều trị kém, hoặc là bệnh nhân bị đái tháo đường tiếp 2 là viêm tụy cấp vân vân, hoặc là bệnh nhân sử dụng những cái thuốc như làm tăng đường huyết các bạn nha. Về mặt sinh lý bệnh thì chúng ta sẽ thấy cái lưu đồ này nó hơi phức tạp chút xíu, nhưng mà nếu mà các bạn chịu khó tập trung và các bạn hiểu thì các bạn sẽ điều trị nó sẽ rất là dễ. Thì cái vai đóng vai trò chính trong cái dòng xoắn bệnh lý ở bệnh nhân nhiễm toan seton đó là thiếu insulin.
Khi mà thiếu insulin như vậy thì nó sẽ dẫn đến một cái hậu quả là gì? Bệnh nhân giảm sử dụng gluco ngoại bi. Và kết hợp với người lớn tuổi mà bệnh nhân ví dụ như là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 có nhiễm trùng, stress bệnh lý, phẫu thuật vân vân, nó sẽ làm tăng tiết các hormone đối kháng insulin như là cortisol, glucagon, catecholamine GH. Những cái hormone này nó sẽ ly giải đường rất là dữ và nó tăng tạo đường rất là dữ. Phối hợp với tình trạng thiếu insulin nó giảm sử dụng insulin gluco ngoại bi. Thì như vậy là nó sẽ làm đường máu trong máu nó gia tăng. Đường trong máu gia tăng thì bệnh nhân sẽ dẫn đến một tình trạng là đa niệu thẩm thấu. Thì bệnh nhân sẽ dẫn đến tình trạng là mất nước và mất điện giải. Thì đó sẽ bệnh nhân sẽ biểu hiện lâm sàng như vậy. Nhưng mà khi mà cơ thể mà bị thiếu insulin, các tế bào giảm sử dụng gluco ngoại biên thì các tế bào nó sẽ phải có một cái tình trạng khi mà gặp stress ha, bị stress này thì các cái hormone đối kháng insulin này nè nó sẽ gia tăng thói biến mỡ, cộng với thiếu insulin như vậy thì nó tăng ly giải mô mỡ, và nó tăng ly giải mô mỡ như vậy để mục đích là cái gì? Do cái vai trò của các cái hormone này nó thói biến mô mỡ. Thứ hai nữa là các tế bào nó sẽ phải sử dụng các cái chất khác để thay thế gluco, thì như vậy vô hình chung thì nó sẽ tác động vô cái tình nó làm cho cái tình trạng thói biến mỡ nó trầm trọng hơn, và khi mà mỡ nó sẽ ly giải, nó sẽ ly giải ra, nó tăng ly giải như vậy thì chủ yếu là nó phóng thích các triglyceride. Triglyceride khi mà thủy phân thì nó sẽ tạo thành các cái axit béo tự do rất là nhiều và nó tăng glycerol, thì đây là những cái cơ chất mà nó tổng hợp ra cái seton, và như vậy thì hình thành cái thể seton ở trong máu. Và khi seton ở trong máu nó tăng lên, đây là cái bản chất của seton, nó là một cái axit yếu, một cái axit. Như vậy thì khi mà nồng độ seton trong máu nó tăng cao thì nó sẽ dẫn đến bệnh nhân sẽ bị giảm pH máu và dẫn đến một cái tình trạng toan chuyển hóa. Và khi mà toan chuyển hóa thì nó sẽ tác động lên cơ quan, các cơ quan sẽ có biểu hiện lâm sàng của tình trạng toan chuyển hóa. Đó. Và toan chuyển hóa này khi mà nó tác động lên hệ kinh ngoại biên, hệ kinh trung ương thì bệnh nhân sẽ có rối loạn ý thức. Đó. Như vậy thì bệnh nhân sẽ biểu hiện lâm sàng bằng các bệnh cảnh là cái gì? Nhiễm toan xeton nè, mất nước nè, rối loạn điện giải nè, và rối loạn về tri giác của bệnh nhân. Và lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân có hai cái giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn còn bù, giai đoạn tiền nhiễm xeton. Thứ hai là giai đoạn mất bù ha. Giai đoạn còn bù này thì triệu chứng lâm sàng ban đầu á và triệu chứng toàn thân thì nó không có biểu hiện gì đặc hiệu hết. Bệnh nhân mệt mỏi uể oải do tăng đường huyết, rồi bệnh nhân sẽ bị sụt cân nhanh do tăng ly giải mô mỡ. Nhưng mà nổi bật nhất trong giai đoạn này là bệnh nhân sẽ biểu hiện bằng cái tình trạng khát nước, uống nhiều, tiểu nhiều. Đó là bệnh nhân có triệu chứng của tăng đường huyết và sụt cân nha. Rồi seton bắt đầu khi mà nó thành lập thì nó sẽ làm cho bệnh nhân bị đau bụng do nó kích thích các cái đầu mối thần kinh hay cái thần kinh ở tiêu hóa, thì bệnh nhân sẽ bị đau bụng, chán ăn, buồn nôn và nôn. Triệu chứng thần kinh ở giai đoạn này seton nó tăng nhẹ nhẹ mà pH máu nó chưa giảm nhiều thì bệnh nhân cũng không có gì là nặng nề. Bệnh nhân chỉ rối loạn về một số triệu chứng, ví dụ như là bệnh nhân bị chóng mặt hoặc là bệnh nhân bị bần thần khó ngủ thôi. Hô hấp thì lúc này thì cái hô hấp bắt đầu nó có thay đổi, là do hô hấp bệnh nhân sẽ tăng nhịp thở để bệnh nhân bù trừ, bệnh nhân thải bớt cái seton này qua cái đường thở đó, thì cái hệ hô hấp nó sẽ hoạt động. Hay do CO2 bắt đầu nó giảm thì bệnh nhân sẽ kích thích và bệnh nhân sẽ tăng nhịp thở. Thường giai đoạn này chúng ta sẽ thấy pH máu bệnh nhân không có giảm nhiều, bệnh nhân khoảng 7,3 thôi. Seton máu thì bắt đầu nó sẽ tăng nhẹ và seton niệu nó dương tính. Bây giờ mình sẽ qua đến cái giai đoạn mà mất bù. Nếu như giai đoạn đó bệnh nhân không có được điều trị kịp thời, seton nó sẽ thành lập và nhanh chóng pH máu bệnh nhân thấy sẽ giảm xuống nhanh chóng và bệnh nhân sẽ chuyển sang giai đoạn mất bù. Thì lâm sàng nó biểu hiện bằng hai vấn đề lớn. Các bạn sẽ khi người ta đến với chúng ta sẽ thấy có hai vấn đề lớn, đó là bệnh nhân biểu hiện thần kinh bằng đâu có biểu hiện hôn mê đó,
bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện từ nhẹ đến nặng như sau. Bệnh nhân có thể rối loạn ý thức thôi, ngủ gà, ngủ gật ha, rồi nằm yên một chỗ, rồi bệnh nhân ít cử động, hoặc lâu lâu bệnh nhân có những cái cử chỉ bất thường nhưng mà mở mắt ra sững sờ, trợn mắt con cái sau đó ngủ. Thì bệnh nhân sẽ dẫn đến là tình trạng là nếu mà nặng nữa thì bệnh nhân có thể là giãn đồng tử rồi hôn mê, hôn mê và dần dần là diễn qua hôn mê đó, lách vô nó giảm dần nha. Và triệu chứng hô hấp thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện khó thở dạng kết spon. Đây là một cái kiểu thở rất là đặc trưng trong nhiễm tone ceton. Đây là nhịp thở nhanh sâu và tăng biên độ hô hấp, thở rất nhanh nhưng mà sâu ồn ào chứ không phải là thở nhanh nông ha. Nhanh nông có nghĩa là hít vô dốc xong thở ra liền, con này nó hít vô rất là sâu rồi sau đó thở ra rất là nhanh đó. Và cái biên độ hô hấp là cao từ 30 lần trên phút trở lên, và đặc biệt là do cái hệ hô hấp này nó hoạt động nó mục đích là cái gì, nó thải bớt cái chất ceton. Ceton là trong máu là nó có một cái chất bay thôi, cho nên để nó giải quyết, nó giải phóng bớt, nó làm giảm cái hoạt động hô hấp như vậy để nó thải bớt cái ceton trong máu ra. Thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái mùi ceton, đây là trong đó cái nó có cái chất bay hơi đó các bạn ha. Trong cái nhóm cái thành phần mà ceton trong máu nó có nhiều hoạt chất, trong đó có một cái loại axit mà nó có tính chất bay hơi, do vậy bệnh nhân tăng nhịp thở này để thải cái ceton ra, cho nên có cái mùi ceton là cái mùi của trái cây chín, mà chín mùi mà chín dập đó các bạn nghe, cái mùi như vậy, hoặc là cái mùi mà sao chúng ta gọi là mùi ceton đó. Và bệnh nhân sẽ có khi mà pH giảm như vậy thì bệnh nhân sẽ có cái tình trạng co mạch, gò má bệnh nhân tái, và bệnh nhân có thể giảm thân nhiệt, chúng ta sợ chúng ta thấy lạnh. Và trường hợp mà nếu mà bệnh nhân có cái phối hợp với nhiễm trùng nhiễm độc ra mâm nữa thì bệnh nhân sẽ hạ thân nhiệt. Và khi mà nhiễm ceton nặng quá, nó pH máu là dưới khoảng 6.6.9 6.8, bệnh nhân đến muộn, bệnh nhân mê sâu thì có thể bệnh nhân sẽ bị ức chế trung tâm hô hấp. Thì lúc này thì bệnh nhân không còn cái nhịp thở catechol nữa mà bệnh nhân sẽ sợ chậm lại. Về lâm sàng trong cái chẩn đoán nhiễm tone ceton á ha, thì người ta thấy là đường máu nó thể từ 250, nhưng trong bài có thể là từ 300, còn cái này tôi viết theo cái tài liệu mới, theo tôi chẩn đoán á, thì nó khoảng là 250 trở lên cũng là đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán nhiễm tone ceton ha, về tiêu chuẩn về đường huyết. Creatinine có thể tăng do bệnh nhân bị suy thận cấp. Natri máu thì có thể bình thường hoặc là giảm nhẹ. Áp lực thẩm thấu là từ 280 đến 300 có thể bình thường. Mà pH máu á, là nó sẽ giảm dưới 15. À xin lỗi, bicarbonate. Cái này mình chúng ta làm khi máu động mạch nha các bạn ha. Chúng ta làm khi máu động mạch thì bicarbonate nó sẽ giảm còn dưới 15. Rồi pH máu thì nó sẽ bắt đầu giảm từ 7.3. pH máu chúng ta bình thường là từ 7.35 đến 7.45. Dưới 7.3 thì chúng ta gọi là pH máu giảm. Và nó giảm nặng là dưới 7 chấm, thậm chí có một số trường hợp dưới 6.8. Rồi BACO2 của khí máu động mạch nó cũng giảm luôn. Và biểu hiện lâm sàng bệnh nhân có một cái tình trạng là bệnh nhân mất nước nặng. Rồi biểu hiện lâm sàng của tình trạng mất nước nặng nè, thì chúng ta lưu ý nè ha, chúng ta khám lâm sàng chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân sẽ có cái da khô nè, nếp béo da nó chậm, và cái quầng mắt, cái hố mắt bệnh nhân chủng, cái quầng mắt hố mắt nó khác với nhãn cầu các bạn nha, là xung quanh mắt của bệnh nhân á, xung quanh nhãn cầu bệnh nhân nó chủng sâu. Rồi đo huyết áp động mạch có thể giảm ha, áp lực tĩnh mạch trung tâm chúng ta làm CVC thì bệnh nhân áp lực trung tâm thì nó giảm nhiều, chúng ta đo áp lực tĩnh mạch trung tâm giảm nhiều, bệnh nhân có thể suy thận cấp và vô niệu. Đó là biểu hiện của mất nước nặng, của mất nước ngoại bào. Còn biểu hiện mất nước nội bào trong trường hợp mất nước nặng thì chúng ta sẽ lưu ý là các cái niêm mạc bệnh nhân sẽ bị khô,
đặc biệt là chúng ta yêu cầu bên há miệng ra thì chúng ta thấy niêm mạc ở bên trong má và dưới lưỡi của bệnh nhân là nó khô, rất là khô. À, chúng ta sợ không nách bệnh nhân thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân mất rất nhờn luôn, và chương lực nhãn cầu thì nó giảm, tức là nhãn cầu khi mà chúng ta nhắm mắt lại chúng ta ấn vô chúng ta sẽ thấy cái độ căng nhất định. Bây giờ ở bệnh nhân mất nước nặng mà mất nước nội bào nó sẽ xẹp luôn, thường là mất nước ngoại bào trước rồi tới mất nước nội bào. Những bệnh nhân mà biểu hiện mất nước ngoại bào như thế này thì rất là nặng và nguy cơ tử vong rất là cao. Về tiêu chuẩn chẩn đoán cũng như là phong độ những acetone thì chúng ta sẽ lưu ý là ta chia làm 3 độ, người ta dựa vào pH máu ha, dựa vào pH máu và cái gì các bạn, và cái mức độ acetone trong máu cũng như là thiếu máu động mạch giảm có HCO3 để người ta chia là phân độ. Nếu một bệnh nhân mà được chẩn đoán yên tâm acetone nhẹ thì đường huyết là trên 250, pH máu là nó có giảm nè nhưng mà nó từ 7,25 cho đến 7,3 xuống 7,25, HCO3 trừ bắt đầu giảm ha. Rồi acetone niệu thì nó chỉ một cộng thôi, và acetone máu thì chúng ta thấy là nó cũng tăng nhẹ thôi. Rồi lúc này thì tri giác của bệnh nhân thì nó có thể bệnh nhân có mà chỉ thay đổi tri giác nhẹ, ví dụ như mình lừ đừ thẫn thờ hoặc ngủ gà thôi ha. Rồi áp lực thẩm thấu bệnh nhân mà, máu của bệnh nhân có thể thay đổi, có thể thay đổi có nghĩa là theo chiều hướng là nó có thể tăng và nó cũng có thể bình thường. Ở mức độ trung bình thì chúng ta sẽ thấy lúc này pH máu nó còn từ 7,24 xuống tới 7, HCO3 tiếp tục giảm mà acetone máu acetone niệu nó tăng nha. Và mức độ nặng thì chúng ta lưu ý là lúc để chẩn đoán nặng là bệnh nhân sẽ có rối loạn tri giác và hôn mê nè, pH máu là dưới 7 nè ha. Rồi HCO3 trừ nó giảm dưới 10, acetone máu rất là tăng, acetone niệu thì rất là nhiều nha. Đó là những cái tiêu chuẩn để mình phân độ về nhiễm toàn acetone. Như vậy thì sau khi mà mình đã chẩn đoán xác định bệnh nhân nhiễm toàn acetone rồi, các cái cận lâm sàng chúng ta cần làm là nãy có nói rồi, chúng ta sẽ làm xác định thêm urea, creatinine, pH máu, điện giải đồ của chiếu báo động mạch xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành điều trị. Điều trị thì chúng ta dựa vào cơ chế bệnh sinh để chúng ta sẽ điều trị. Thì chúng ta thấy đóng vai trò chính của cái cơ chế bệnh sinh nhiễm toàn acetone đó là bệnh nhân giảm insulin ha. Nhớ cái cơ chế bệnh sinh là bệnh nhân giảm insulin, như vậy thì insulin điều trị insulin nó sẽ đóng vai trò quyết định trong cái việc mà nó ngưng thành lập thể acetone, và nó đóng vai trò chính trong cái cơ chế bệnh sinh của nhiễm toàn acetone. Như vậy thì vai trò của insulin trong cái điều trị nhiễm toàn acetone là khi mình cho vào thì lập tức ngay nó sẽ ngưng cái thói biến lipid máu đó, và nó giảm cái cung cấp axit béo tự do ha, từ cái thói biến lipid này. Rồi nó ức chế cái phóng thích của các cái acetamin và nó sẽ tăng cường kích thích sử dụng gluco máu, gluco ở trong máu vào cái mô ngoại vi, như vậy nó sẽ làm lượng máu ổn định hơn và nó ngưng thành lập thể acetone ha. Và nó giảm được khi chúng ta insulin vô thì đương nhiên là cái tác dụng của glucagon lên gan nó sẽ giảm ngay, và nó sẽ ức chế thành lập ngay cái thể acetone ở tại gan. Và như vậy thì chúng ta lưu ý khi mà chúng ta sử dụng insulin nó sẽ đưa gluco vào nội bào và nó sẽ đồng vận chuyển kali, cho nên chúng ta hết sức lưu ý. Cũng vì cái tác dụng phụ này, vì cái tác dụng này và khi chúng ta cho insulin liều như vậy thì nó sẽ đẩy luôn kali vô, thì nó sẽ có nguy cơ hạ kali ở những cái bệnh nhân mà có kali máu thấp. Bây giờ cái cách chúng ta sử dụng như thế nào là chúng ta sẽ cho sử dụng cái các insulin tác dụng nhanh đường tim mạch cho các bạn. Đường là chúng ta sử dụng ngay đường tim mạch, và chúng ta phải thận trọng khi bệnh nhân mà có kali máu dưới 3,5 là chúng ta phải trì hoãn tiêm insulin này, mà chúng ta phải bù kali liền. Cái liều đầu là chúng ta sẽ khởi đầu bằng từ 10 đến 15 đơn vị insulin bolus tĩnh mạch tùy theo mức độ đường, ví dụ đường cao quá thì chúng ta sử dụng 15,
cộng đường nó khoảng từ 250 300 350 ha, dưới 20 mmol thì chúng ta sẽ xài 10 đơn vị. Thì tốc độ sau đó là chúng ta sẽ chuyển sang chúng ta pha chuyện cũng pha này, chúng ta sẽ pha insulin trong loco để ra một cái dung dịch, nó có cái nó có là một đơn vị insulin, nó sẽ chứa trong 1 ml natriuretic hả, chúng ta pha với một cái nồng độ như vậy thì chúng ta sẽ truyền, chúng ta truyền trung bình là khoảng 5 đơn vị ha, truyền trung bình là khoảng 5 đơn vị trên giờ. Trong trường hợp á, trong trường hợp mà bệnh nhân có hôn mê thì thông thường với lại thường là người ta khuyến cáo là chúng ta không được truyền cái liều cao quá, trung bình là chúng ta truyền 5 đơn vị trên kg giờ, nó thì để nó giảm cái đường mức đường huyết từ vừa phải và ổn định, thì chúng ta sẽ theo cái quy luật 51 ha, quy luật 51 chút chúng ta có cái bảng và chúng ta truyền làm sao chúng ta dựa vào cái mức xét nghiệm glucose máu mỗi giờ đó, để chúng ta mục đích chúng ta bù insulin làm sao để giảm glucose máu là trong mỗi giờ phải từ 50 đến 70 mg, không được giảm nhanh quá trên 70 mg, cũng không được giảm dưới 50 mg. Nếu giảm chậm quá có nghĩa là chúng ta rồi giảm chậm quá, chúng ta giảm gluco mà chậm quá đó thì có nghĩa là chúng ta cung cấp insulin thấp, thể ceton nó sẽ vẫn còn có thể thành lập, mà như vậy thì cái việc điều trị mà để cắt đứt cái sự tăng ceton máu nó sẽ chậm. Thứ hai nữa, hoặc là chúng ta bù đủ rồi nhưng mà chúng ta không bù đủ nước cho nên nó không có pha loãng được cái lượng nồng độ gluco trong máu, như vậy làm cho gluco vẫn còn cảm giác tăng, nó giảm chậm nhưng mà đây là thật sự là do chúng ta bù không đủ nước, thì chúng ta phải xem lại. Và lưu ý là khi mà gluco giảm giảm dưới 250 mg rồi á thì chúng ta lưu ý là không được giảm quá nhanh ha, theo cái quy định như thế này, nhưng mà khi mà gluco giảm xuống nữa thì chúng ta không được cho giảm thấp nữa mà chúng ta sẽ pha gluco 5% vô, để mục tiêu chúng ta sẽ giữ làm sao những cái giờ tiếp theo đó đó thì giữ cho gluco máu nó khoảng từ 150 đến 200. Rồi khi mà đường huyết ổn định sau 4 giờ ceton máu 5 tính rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang tiêm lý da. Đây là cái liều insulin theo quy tắc trong một rồi các bạn. Thì thường là truyền khi nào, truyền khi gluco phải trên, mục tiêu chúng ta phải giữ là gluco tự nhiên từ 150 cho đến 200, như vậy là giữ ở cái mức gluco là khoảng 10 mmol, như vậy là chúng ta phải truyền từ 2 đến 3 đơn vị và chúng ta giữ đó và chúng ta truyền lên gluco. Như vậy là cái thang nè, cái thang gluco ứng với cái liều insulin chúng ta truyền nè theo cái quy tắc 51 á, trên lâm sàng. Nếu mà một bệnh nhân vào đường huyết lớn hơn 20 mmol rồi chúng ta tiêm 10 insulin natriuretic, chúng ta tiêm rồi thì sau đó chúng ta sẽ pha truyền làm sao là năm cái giờ đầu là chúng ta sẽ truyền là 5 đơn vị insulin trên 1 giờ, chúng ta pha dung dịch là đơn vị là có một đơn vị insulin chứa trong 1 ml natriuretic đó ha. Sau đó mỗi giờ chúng ta xét nghiệm đường, nếu ví dụ như giờ sau đường huyết nó còn khoảng 18 mmol thì chúng ta sẽ xuống 4 đơn vị ha, sau đó nó xuống khoảng 14 đơn vị thì chúng ta sẽ xuống còn 13 đơn vị, ở xuống 3 đơn vị insulin cho đến khi mà khi mà đường huyết còn khoảng 250 thì lúc đó chúng ta sẽ giữ là 2 đến 3 đơn vị, rồi sau đó chúng ta truyền gluco nha. Chúng ta truyền gluco và chúng ta giữ cái đường huyết mục tiêu của chúng ta những giờ sau đó là từ 150 đến 200 mg nha, phần trăm. Rồi bây giờ chúng ta qua điều trị tiếp theo, vấn đề thứ hai đó là bù dịch. Đứng đầu đó là gluco, bây giờ bệnh nhân thiếu dịch thì bù dịch. Bù dịch thì đối với bệnh nhân nhiễm toxicity thì người ta ước lượng cái lượng nước phát có khoảng 4 đến 6 lít cho vấn đề mà bệnh nhân bị đa niệu đó nha. Thì mục đích chúng ta bù dịch là để tái tạo là huyết động, là đảm bảo cái khối lượng tuần hoàn, thì lượng máu nó tới thận nó sẽ tốt hơn, đủ cái lưu lượng máu thì cái thận nó có thể phục hồi lại chức năng thận.
Và mục đích nữa là chúng ta sẽ pha loãng, tại vì pha loãng đường ở trong máu gì thường là bệnh nhân mất nước, cho nên bệnh nhân sẽ có tình trạng cô đặc máu, chúng ta sẽ thấy đường máu nó sẽ cao. Rồi nếu mà bệnh nhân bị tăng áp lực thẩm thấu do mất nước, natri máu nó tăng thì chúng ta truyền nước vô thì nó sẽ pha loãng được và nó giảm được áp lực thẩm thấu. Rồi lượng máu nó đến thận ổn định thì nó sẽ tăng tự thải gluco và nước tiểu trong trường hợp bệnh nhân có đường máu cao. Rồi bây giờ mình bù trong vòng 24 giờ là mình bù trung bình khoảng 4 đến 6 lít đó. Cách bù là giờ thứ nhất 1.000, giờ thứ hai, giờ thứ tư 1.000 đó, chúng ta cứ theo các dụng nguyên tắc như vậy. Giờ thứ nhất 1.000, giờ thứ hai tối đa là không được quá 2.000 ml nha. Qua giờ thứ hai và tối đa chúng ta cũng không được quá từ giờ thứ hai đến giờ thứ tư, là trong 4 giờ này tối đa 2 giờ, bây giờ thứ trong 2 giờ này nè, trong 3 giờ này cũng không được quá 1.000 ml đó. Mà người ta lưu ý, ta hướng dẫn cho mình nè, là mình bù á, mình bù theo cái công thức nãy là 1.000 ml giờ đầu, 1.000 ml cho 2 giờ tiếp theo. Như vậy thì tổng lượng nước chúng ta bù làm sao không được quá 50 ml trên kg. Nếu chúng ta bù quá nhiều, bệnh nhân với cái lượng nước như thế này có thể không dung nạp nổi, bệnh nhân sẽ có nguy cơ bị quá tải và bệnh nhân có thể bị phù phổi ha. Đó. Còn nếu như chúng ta truyền ít quá thì bệnh nhân sẽ bị vẫn còn chưa có đảm bảo được khối lượng tuần hoàn cho bệnh nhân. Rồi, cái tình trạng bệnh nhân có thể diễn tiến chuyển sang suy thận nó nặng nề hơn. Rồi chúng ta sử dụng dung dịch nào, yêu cầu là phải là dung dịch muối đẳng trường. Khi nào natri máu thì tăng thì chúng ta sẽ truyền natri nhiều chương. Khi gluco máu còn 250 thì chúng ta có thể sử dụng 5% để chúng ta duy trì. Rồi hướng dẫn bù dịch, bù kali, không biết trong bài của thầy có không mấy bạn. Bù kali thì người ta thấy là bù kali là kali dưới 5.5 thì chúng ta sẽ bù ở theo cái công thức. Cái này thì chắc là lâm sàng các bạn sẽ đi học, rồi khi nào có gặp bệnh nhân thì các bạn mở sách coi. À, nhưng mà chúng ta chỉ nhớ cái mốc là khi nào kali khoảng cỡ 5.5 thì chúng ta mới bù ha, còn 6 chấm chúng ta không bù, đó do bệnh nhân đang được thẩm thấu. Rồi chúng ta sẽ bù magie phosphate phát, rồi bù bicarbonate khi nào khi có chỉ định, là cái này chúng ta gạch nè. Khi bù bicarbonate tức là bệnh nhân khi bị toan nặng pH dưới 7 thì chúng ta mới có chỉ định bù, còn pH đúng 7 chấm chúng ta cũng không bù luôn ha. Chỉ cần chúng ta tiêm insulin, truyền insulin thì seton niệu nó seton máu nó cắt, nó không thành lập nữa thì bệnh nhân sẽ thải seton qua đường thở, có thể seton qua nước tiểu, như vậy là tự động pH máu nó sẽ giảm, nó sẽ tự điều chỉnh lại thôi. Rồi mình bù natri. Natri thì lưu ý là giảm trong bệnh nhân bị toan seton thì nó có thể giảm do bị pha loãng, cho nên mình sẽ bù khi nào mà mình thấy các yếu tố khác nó độ ổn rồi thì chúng ta tính natri hiệu chỉnh nên người ta bù thì nó tăng giảm ra natri. Magie và canh sông thì chúng ta bù khi bệnh nhân có thiếu ha. Rồi mình theo dõi lâm sàng, mình theo dõi gì, mình theo dõi thần kinh có dấu hiệu sinh tồn, mạch, nhiệt độ gáp, nhịp thở là theo dõi mỗi giờ. Đây là bệnh nặng mà bệnh cấp cứu, cho nên chúng ta để ở khoa hồi sức cấp cứu tích cực, ở hồi sức tích cực chúng ta theo dõi, chúng ta theo dõi tiếp và bi lăng nước xuất nhập cho bệnh nhân nước tiểu mỗi 2 giờ, theo dõi trên 24 giờ luôn. Rồi cân nặng bệnh nhân lúc vào và sau 12 giờ, anh để chúng ta coi rồi bây giờ cái lượng nước của bệnh nhân, cái lượng nước xuất nhập của bệnh nhân như vậy đủ chưa. Theo dõi luôn cô máu mỗi giờ trong 24 giờ đầu nha các bạn, hãy cần lâm sàng. Kali máu, thiếu máu động mạch trong trường hợp mà pH máu giảm nặng, ví dụ mà có chỉ định bù bicarbonate đó, thì chúng ta sẽ theo dõi. Sau đó sau khi bù thì 2 giờ sau chúng ta phải tự lặp lại cho đến khi nào mà chúng ta thử mỗi 2 giờ, 4 giờ, đến khi nào pH từ 7.1 trở lên nghỉ nghỉ theo dõi. Seton niệu thì chúng ta sẽ theo dõi chừng 4 lần ha, chúng ta lấy nước tiểu. Rồi creatinine thì chúng ta có thể theo dõi ngày ngày 4 lần, nhưng mà thường lâm sàng thì thường là chúng ta theo dõi ngày 2 lần ha. Rồi điện giải đồ ha thì 4 giờ điện tim lúc mới vào viện hoặc là khi mà hạ kali máu thì chúng ta theo dõi. Rồi theo dõi các điều trị các vấn đề đặc biệt, cái yếu tố thuận lợi, ví dụ như là
bệnh nhân nhiễm trùng những cái tay bị nhiễm trùng, người ta biến mô não, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não gì đó thì chúng ta phải điều trị thật là tốt, nó chăm sóc toàn diện bệnh nhân ha. Rồi phải lưu ý đề phòng những tai biến thường gặp khi điều trị như bệnh nhân tái nhiễm toàn, có nghĩa là chúng ta cắt cái insulin giảm liều sớm quá, hoặc là bệnh nhân có chúng ta hạ natri hạ gluco nhanh quá, bệnh nhân có thể có nguy cơ phù não ha. Rồi chúng ta sẽ qua và tăng áp lực thẩm thấu. Áp lực thẩm thấu thì nhanh thôi. Đối với nhiễm tông seton thì chúng ta thải là có tình trạng tăng đường huyết, nhiễm tông seton chuyển hóa là tăng đường huyết nè ha. Rồi và tăng các cái hormone đề kháng insulin thì dẫn chứng cho bệnh nhân tăng áp lực thẩm thấu, gọi là tăng áp lực thẩm thấu thì phải có tăng đường máu, đặc trưng bởi cái đầu tiên là không phải, đặc trưng là tăng đường máu trên 600 mg trên đại lít là cái tiêu chuẩn đầu tiên nó nghĩ đến tăng áp lực thẩm thấu. Thứ hai nữa chúng ta phải tính cho được áp lực thẩm thấu tương lớn hơn 320 mmol. Bệnh nhân có kèm theo mất nước nhưng không có nhiễm toan. Nếu một bệnh nhân có tăng áp lực thẩm thấu mà có pH máu giảm dưới 7.3 thì chúng ta chẩn đoán nó là nhiễm toan seton. Còn khi chẩn đoán tăng áp lực thẩm thấu thì không bao gồm nhiễm toan seton. Nguyên nhân thường gặp nhất ha, tại những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 á, người lớn tuổi á, hay gặp cái này chỉ gặp ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, chỉ gặp đái tháo đường tiếp 1, rất ít. À, bệnh nhân nhất là bệnh nhân kiểm soát đường huyết rất kém, là phối hợp với nhiễm trùng cấp, hoặc là bệnh nhân không phát hiện đái tháo đường bây giờ vô bị stress ha, bị stress mình bị tai biến mô não như mất cơ tim, viêm tắc hạ động mạch phía dưới ha, hoặc là bệnh nhân có bị cái bệnh lý tiêu hóa như cái bệnh nặng như là tắc ruột ha, viêm dạ ruột, viêm dạ dày ruột cấp, mất nước vân vân, trên cơ địa bị đái tháo đường tiếp 2, bệnh nhân bị suy thận, hoặc bệnh nhân bị mất nước nhiều như là bỏng cấp ha, hoặc là bệnh nhân đang bị nhiễm độc giáp nặng ha, rồi đang bị đái tháo đường nữa thì nó có thể nó chuyển sang bệnh nhân bị mất nước nặng do bị cường giáp, rồi do bị đái tháo đường nữa thì bệnh nhân rất là dễ vô nhiễm toàn sẽ toàn đó, ta có được thẩm thấu là sử dụng thuốc lợi tiểu quá mức, bệnh nhân bị mất nước. Ở trên bệnh nhân đặt cái điều đặc biệt quan trọng đó là bệnh nhân ngưng điều trị ha, bệnh nhân ngưng điều trị hoặc là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 mà phát hiện muộn. Như vậy về cơ chế bình sinh chúng ta thấy nó đơn giản hơn đối với nhiễm toan seton. Nhất là chủ yếu là tất cả các nguyên nhân gì đó làm tăng đường máu ha, làm tăng đường máu, tăng đường máu nó sẽ làm tăng đường niệu thì bệnh nhân sẽ có tình trạng là cái gì, đa niệu thẩm thấu dẫn đến mất nước và rối loạn điện giải ha. Rồi mất nước, rối loạn điện giải thì nó sẽ giảm thể tích máu chung, nó cô đặc máu thì dẫn đến tình trạng lâm sàng có thể nhiễm thận, có thể là suy thận chứ xin lỗi ha. Rồi nó sẽ cô đặc máu thì bệnh nhân rất là dễ bị cái gì các bạn, tắc mạch đó. Rồi bệnh nhân có tình trạng cô đặc máu mà cộng với thí dụ như là bệnh nhân sốc kết hợp với sốc nhiễm trùng tụt huyết áp nữa thì bệnh nhân sẽ có một tình trạng choáng, đây là những yếu tố mà làm cho bệnh nhân tử vong. Nên nhiễm áp lực thẩm thấu là một cái bệnh lý nặng, biến chứng cấp nặng ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Và lâm sàng nó cũng chia làm hai đoạn, giai đoạn khởi đầu mình so sánh với nhiễm toan seton đó thì giai đoạn tiềm ẩn này nó kéo dài hơn, cái kia nó có thể 5 3 ngày, 5 7 ngày, 5 3 ngày thôi, còn cái này có thể là kéo dài từ 7 ngày 1 đến 2 tuần. Với biểu hiện lâm sàng do đường máu nó tăng, bệnh nhân lại niệu thẩm thấu, cho nên bệnh nhân cứ mất nước dần ngày uống nước 2 lít mà đi tiểu 3 lít, rồi từ từ bệnh nhân mất nước dần ha. Hoặc là một bệnh nhân kèm theo bị nhiễm trùng cái ngày đó đi tiểu đường rất là cao, đi tiểu rất là nhiều nhưng mà bệnh nhân không có ăn uống nổi, bệnh nhân rất là dễ vô ta nói là thẩm thấu. Giai đoạn đó là giai đoạn đầu chủ yếu nổi bật đó là bệnh nhân uống nhiều, tiểu nhiều kéo dài, triệu chứng này nó rất là rõ rệt và nó kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần liên tục như vậy. Thì nếu bệnh nhân không điều trị kịp thời thì bệnh nhân sẽ chuyển sang cái giai đoạn mà tăng áp lực thẩm thấu và dẫn đến hôn mê. Đấy, thì triệu chứng giai đoạn này chủ yếu nổi bật vô chúng ta thăm khám là chúng ta sẽ thấy cái tình trạng mất nước và hành kinh.
bệnh nhân mất nước, bệnh nhân mất nước toàn thể mức độ nặng, được gọi là mất nước nặng thì theo cái định nghĩa đó, mất nước là mất trên 10% trọng lượng cơ thể. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân có thể mất từ 6 đến 10 lít nước, và nó biểu hiện bằng mất nước nặng là mất nước vừa nội bào ngoại bào luôn. Hai triệu chứng thần kinh thì khi mà mất nước nặng như vậy thì nó sẽ dẫn đến bệnh nhân sẽ bị rối loạn biểu hiện về thần kinh, ví dụ như bệnh nhân trầm cảm nằm yên lúc đầu, nặng nữa là bắt đầu bệnh nhân có thể có dấu hiệu thần kinh xung chú do nó tắc mạch đó. Rồi bệnh nhân có thể dẫn đến co giật ha, động kinh, rồi yếu tứ chi, dần dần có thể bệnh nhân đi vào hôn mê. Đó là những cái biểu hiện rất là đa dạng của lâm sàng, rất là đa dạng của tăng áp lực thẩm thấu. Về hô hấp thì bệnh nhân sẽ khác với bệnh nhân nhiễm tocetin là kia thở nhanh sâu, này bệnh nhân thở nhanh nông, thở ngắt quãng. Đó. Rồi bệnh nhân có thể có cái cảm thân nhiệt nhẹ, ví dụ như là bệnh nhân nhiễm trùng ra mầm. Và triệu chứng tim mạch thì huyết áp thấp, cũng có thể là bệnh nhân có thể nghẽn mạch ở mạch treo, thì bệnh nhân có tình trạng chướng bụng, đau bụng ha, hoặc là bệnh nhân có thể tình trạng đông mạch, đông máu là mạch rải rác. Về tiêu hóa thì bệnh nhân có thể buồn nôn, nôn nha, có thể xuất huyết tiêu hóa. Và tiêu chuẩn để chẩn đoán nhiễm tocetin tăng áp lực thẩm thấu là chúng ta tính là sẽ bằng công thức là 2 natri cộng kali cộng ure cộng gluco đó, đơn vị tính là millimol, được gọi là tăng áp lực thẩm thấu. Khi áp lực cái áp lực thẩm thấu này chúng ta tính ra lớn hơn 320 mmol đó, thì chúng ta gọi là được chẩn đoán là tăng áp lực thẩm thấu. Nếu mà mức độ nặng thì chúng ta sẽ tính là áp lực thẩm thấu lớn hơn hoặc bằng 350 kg nước. Như vậy là tiêu chuẩn để chẩn đoán cái nhiễm tocetin, tiêu chuẩn chẩn đoán tăng áp lực thẩm thấu đó là lớn hơn đường máu phải từ 600 mg trở lên. pH máu thì nó sẽ trong giới hạn bình thường hoặc là nó chỉ giảm chút xíu thôi ha. Rồi kali máu thì thường là natri máu nó sẽ tăng từ khoảng 150 trở lên, ure là từ ở 16 chấm. Đó là những cái lưu ý về cận lâm sàng. Natri bệnh nhân có thể giảm ha. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ qua điều trị gì theo cơ chế bệnh sinh chính của bệnh nhân tăng áp lực thẩm thấu là do bệnh nhân tăng đường huyết và bệnh nhân mất nước. Như vậy thì chúng ta phải giải quyết vấn đề bù nước trước. Bù nước trước để mình giải quyết theo cái cơ chế bệnh sinh chính, rồi sau đó mới tới insulin. Đó, bù nước là một vấn đề quan trọng nhất, và chúng ta phải sử dụng các dung dịch ẩn trương với tốc độ và lượng nước phù hợp với lứa tuổi, thể trạng của người bệnh. Đó. Hoặc là những cái bệnh nhân lưu ý, hết sức lưu ý là ở bệnh nhân có bệnh lý tim mạch và bệnh nhân bị suy thận đó, thì chúng ta phải lưu ý, hoặc bệnh nhân lớn tuổi chúng ta bù hợp lý, bù không đúng thì bệnh nhân sẽ biến chứng nặng nề hơn. Số lượng nước ước tính tạm thời thì chúng ta thấy là đối với những tăng áp lực thẩm thấu thì người ta thấy là bệnh nhân mất hơn 10% trọng lượng cơ thể, cho nên là có thể là bệnh nhân mất từ 6 đến 10 lít nước. Nó dẫn bù nước là chúng ta cũng vậy, 1 giờ đầu là 2 lít đó, rồi 2 giờ sau trung bình là 1 lít, 3 giờ sau cũng trung bình 1 lít, 4 giờ sau trung bình từ 0,5 đến 1 lít đó. 5 giờ tổng cộng là chúng ta không được truyền quá, không được truyền quá, tối đa không quá 5 lít. Lựa chọn dung dịch là dung dịch đẳng trương, còn nếu mà dung dịch nhược trương có thể là chúng ta sẽ thấy 2 đến 4 giờ sau khi chúng ta bù dung dịch đẳng trương mà vẫn còn tăng áp lực thẩm thấu natri lớn hơn 150 thì chúng ta mới sử dụng dung dịch nhược trương. Khi mà chúng ta sử dụng insulin mà nó làm giảm đường huyết còn 250 đến 300, thì giống như nhiễm tocetin nó cái cách bù nước nó giống y như vậy, nhưng mà cái lượng nước nó sẽ nhiều hơn. Thì chúng ta cũng sẽ bù glucose 500 để mục tiêu chúng ta giữ giữ đường huyết là 150 đến 250. Như vậy là đối với những bệnh nhân mà tăng áp lực thẩm thấu thì lượng gluco mà mục tiêu mà chúng ta duy trì sau đó cho đến 24 giờ sau đó thì chúng ta sẽ thấy là mục tiêu nó sẽ cao hơn chút xíu, là từ 150 đến 250. Lưu ý bệnh nhân mà suy thận nặng đi kèm hoặc là bệnh nhân vô niệu thì chúng ta phải giảm lượng dịch nha, chúng ta bù vô 10 lít xong bệnh nhân không tiểu được,
quá tải cái bất công chúng ta đem bệnh nhân đi lọc máu nữa, nó sẽ nặng nề bệnh nhân. Tiếp theo là tới insulin. Insulin thì chúng ta sẽ thấy là nhu cầu thì so với mặc dù đường máu tăng cao nhưng mà nhu cầu nó thấp hơn, so với nhiễm tansulin. Cho nên đầu tiên chúng ta chúng ta tiêm tĩnh mạch ngay 10 đơn vị insulin Actrabic, nó tiêm tĩnh mạch ngay, gọi là bolus tĩnh mạch. Sau đó chúng ta truyền theo cái phác đồ giống y như cái phác đồ nhiễm tansulin như nãy nha. Cũng mục tiêu của chúng ta giữ làm sao là chúng ta giảm là tối đa không quá 70 mg gluco trên 1 giờ, 70 mg gluco trên 1 giờ, 2 tỷ ml trên giờ. Nếu mà thấp hơn thì cha lưu ý là chúng ta coi chúng ta tăng liều nước hoặc là chúng ta tăng liều insulin. Khi gluco máu còn 250 đến 300 ha thì chúng ta phải truyền gluco nha. Rồi khi mà gluco còn khoảng 250 đến 300 thì chúng ta phải giữ insulin 2 đến 3 đơn vị giờ, không được tăng quá, bệnh nhân dễ bị hạ đường huyết thì nó sẽ gây những cái biến chứng. Bù kali khi nào bù kali thì nó thấp hơn, hồi nãy là dưới 6 chấm chúng ta mới bù, có nghĩa là dưới 5, từ 5.5 đi xuống chúng ta mới bù, còn cái này là từ 5 chấm chúng ta mới bù đó, thì cái liều nó cũng tương đương thôi. Bên cạnh đó thì chúng ta nhớ lưu ý chúng ta bù xem xét phối hợp bù canxi, magie, phosphat phát là chúng ta bù kèm trong các cái dung dịch chúng ta pha chuyện. Theo dõi lâm sàng cũng giống như vậy, hai dấu hiệu sinh tồn cũng 1 giờ, bí lăng nước xuất nhập cũng mỗi giờ, theo dõi lần cận lâm sàng gluco kali máu cũng mỗi giờ giống vậy ha, mỗi 1 đến 2 gluco mỗi giờ, kali máu thì khoảng 2 giờ đó, ure ure máu thì khoảng 4 giờ. Theo dõi insulin nước xuất nhập thì cái cách theo dõi đối với nhiễm tansulin tăng ở đường thẩm thấu thì nó như nhau. Rồi chúng ta sẽ là thực hiện các cái xét nghiệm thường quy khác cũng như là tùy theo các cái nguyên nhân cái bệnh cảnh lâm sàng mà chúng ta cho những cái xét nghiệm để chúng ta xác định cái nguyên nhân, chúng ta xác định cái mức độ bệnh để chúng ta điều trị. Ví dụ như bệnh nhân bị nhiễm trùng máu, sốc nhiễm trùng thì chúng ta cấy máu, cấy nước tiểu. Ví dụ như bệnh nhân vô nhồi máu cơ tim thì chúng ta phải làm men tim, men gan. Bệnh nhân vô viêm gan cấp gì đó ha thì chúng ta sẽ làm các xét nghiệm cần thiết. Rồi lưu ý là tìm những yếu tố thuận lợi bệnh lý đi kèm để chúng ta phải giải quyết và chăm sóc bệnh nhân toàn diện. Và chúng ta cũng theo dõi sát cái tri giác bệnh nhân. Nếu chúng ta điều trị được huyết ổn định rồi nhưng mà vẫn do tri giác bệnh nhân không có tỉnh táo thì chúng ta phải lưu ý ha. Hoặc là bệnh nhân bù đủ nước rồi bệnh nhân trụy mạch, coi chừng bệnh nhân có cái vấn đề gì khác đi kèm hay không. Về tiên lượng thì chúng ta thấy đây là hai cái bệnh biến chứng cấp này nó rất là nặng nề, đặc biệt là tử vong, tỷ lệ tử vong cao đối với những cái bệnh nhân mà lớn tuổi nè, có nhiều bệnh lý đi kèm bệnh nặng thì tỷ lệ tử vong nó còn cao hơn nữa. Cho nên chúng ta phải phát hiện sớm, chúng ta hạn chế điều chỉnh ngay các cái yếu tố mà nó thuận lợi, yếu tố kích phát nhiễm tân sư tàu tao được thẩm thấu đó, thì chúng ta làm giảm được cái nguy cơ tử vong cho bệnh nhân. Rồi nó tóm lại không may tăng lực thẩm thấu và nhiễm tân sư tàu là những cái biến chứng trầm trọng của tăng đường máu. Việc mình điều trị theo cơ chế bệnh sinh đó, thì nó sẽ giúp giải quyết được bệnh lý nhanh gọn lẹ và toàn diện hơn. Và cái cơ chế bệnh sinh đối với nhiễm tansulin đó là cái gì các bạn, là thiếu insulin thì chúng ta bù insulin trước tiên. Đối với tăng áp lực thẩm thấu thì mất nước là cái vấn đề chính thì chúng ta sẽ bù nước. Rồi chúng ta sẽ xác định yếu tố thúc đẩy để chúng ta điều trị phối hợp thì bệnh mới ổn định được. Sau khi ổn định thì mình phải tư vấn cho bệnh nhân, giải thích bệnh nhân bệnh đái tháo đường type 2 đây là bệnh điều trị suốt đời, bệnh nhân phải biết tự theo dõi và điều chỉnh thuốc và chế độ ăn cho phù hợp, đừng để bệnh nhân bị tái phát. Rồi bài giảng của cô hết rồi đó. Các bạn có gì thắc mắc không ạ? Dạ cho em hỏi cô này. Ừ.
Dạ là em có câu hỏi là nếu mà cái chỗ xét nghiệm mà nó ở chỗ đó không có HB1C con và bệnh nhân được cho xét nghiệm glucose đói là được 130 và bệnh nhân không có triệu chứng của tăng đường huyết rồi cho xét nghiệm lần hai là đường huyết lúc đó bệnh nhân là 120 vậy mình chẩn đoán bệnh nhân 130 với 120 thì bây giờ chẩn đoán lần thứ hai hai lần vậy thì lần đầu có thể là bệnh nhân ăn uống chế độ đường nhiều thì nó cơ thể không điều chỉnh được, nhưng mà sau đó mình chỉnh lại chế độ ăn, thường là nguyên tắc vậy đó. Theo cái chẩn đoán của ADA đó là không có triệu chứng rõ thì mình xét nghiệm lại lần hai, mà lần hai nó sẽ quyết định hơn lần một. Bệnh nhân ăn chế độ vừa phải, không có nhiều đường, bây giờ nó còn 120 thì không chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2, mà mình chẩn đoán là tiền đái tháo đường tiếp 2, mình chỉnh chế độ ăn cho bệnh nhân, rồi sau đó chúng ta sẽ xét nghiệm đường huyết theo dõi bệnh nhân nha, mình chỉnh chế độ ăn, tập luyện thể lực, rồi chúng ta phải chuyển, nếu mà muốn chắc đoán xác định vì chỗ đó không có thì đưa bệnh nhân lên tuyến huyện, tuyến xã, tuyến tỉnh. Tuyến huyện, tuyến xã không có lên tuyến huyện không có lên tuyến tỉnh. Bây giờ HB1C chỗ nào không có mà em thấy cảm thấy nó quá khắt khe vậy, em muốn chẩn đoán giả sử bệnh nhân nó đường huyết đó 120, giờ HB1C 6.7 tôi còn dẫn chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2 luôn, rồi ngoại dạng đái tháo đường tiếp 2 mới mắc. Đường huyết lúc đó một thời điểm nó cũng không đánh giá được nhiều, có nghĩa là cái đường huyết trong cơ thể của bệnh nhân đó thật sự là đã có tăng rồi, họ có tăng cả đường huyết cho ăn cho nên HB1C họ mới cao. Vì vậy thì tôi kết luận luôn bệnh nhân đã đái tháo đường tiếp 2. Còn bây giờ mình cảm thấy ông yên tâm, bây giờ mình ở tuyến xã không được thì mình cho bệnh nhân đi lên tuyến huyện xét Dạ nghiệm cô mang kết quả lại, có gì đâu. dạ cái tiêu chuẩn HB1C con nó nhiều khi nó cái chứng nơ đó nó không có đạt tiêu chuẩn con Thì thôi vậy thôi, em không tin tưởng em gửi bệnh nhân lên Sài Gòn đi, nên vô bệnh viện Hòa Hảo là nó đạt HCCT luôn đó. Đó bây giờ vậy em cũng không có cảm thấy an tâm hết thì em lại gửi lên Sài Gòn, lên bệnh viện Hòa Hảo đó là nơi mà được chuẩn quốc tế đó, PCCT ở Sài Gòn khu vực miền Nam đó em. Mình chỉ luôn cho em vậy luôn ha. cảm ơn thôi. Ok. Ừ. Cái gì nó cũng tương đối chứ nó không có tuyệt đối đâu. Cái bản thân mà H3O1C các em ơi, chỉnh qua chỉnh lại có hay không, không phải có gì. Thật sự với em là cái dù cái chỗ em làm mà chuẩn đi CCT đi nữa, nhưng cái người làm kỹ thuật mà chưa có kinh nghiệm lắm vô làm H3O1C một chút xíu thôi là nó sẽ chênh lệch liền. Nó có thể chênh lệch là nào 6.5, cái nó lên 6.7. Cái chút xíu gì đó nó cũng chênh lệch, dù cái đó các em đã được chuẩn rồi nha. Phối hợp là máy móc chuẩn, nhưng nhân viên phải có kinh nghiệm mà phải làm chuẩn nó mới được. Em cứ mở mic lên hỏi đi em. Em mở mic lên hỏi đi Thái Văn Anh. Thái Văn Anh cứ mở mic lên đi em, khỏi cần raise your hand gì cho. Thái Văn Anh. Mic lên hỏi đi em. Nếu em mở không được thì bây giờ em hỏi gì? Giờ em cứ đánh vô em hỏi đi. Ok. Nhưng mà em hỏi như vậy em đánh không có rõ là cô sẽ không có giải thích được hết cái ý của em đâu nha. À, bù dịch trên bệnh nhân suy tim có đặt CVC, CVV không? Có, bệnh nhân suy tim đặc biệt là độ 3 trở lên. Em mà chỉ cần quá tải chút xíu em phải trị thêm bệnh phù phổi nữa, nó rất là khó. Đối với những cái đối tượng đó là thêm khó, bệnh khó mà thêm hai ba bệnh gọi là gì? Tiên yếu tố nguy cơ bệnh đồng phát mà bệnh nặng, bệnh bản thân có nhiễm tom cy tom tạo được hứng thấu nó đã rất nặng rồi. Giờ thêm suy tim nó tử vong cao lắm. Cho nên những bệnh nhân này thì đòi hỏi cái gì? Cái người điều trị phải có kiến thức, phải có kinh nghiệm nhất định, phải có từng điều trị hay phải có chuyên môn sâu.
Đó, thì những trường hợp này mình sẽ để ở khoa hồi sức tích cực và phải có đầy đủ phương tiện máy móc theo dõi. Chúng ta chẳng những đặt cái CBC, chúng ta thậm chí là chúng ta phải đo cái huyết áp động mạch liên tục nữa, rồi chúng ta sẽ theo dõi chức năng thận, nước tiểu liên tục. Nói chung là những cái bệnh đó thì cực kỳ khó. À, chúng ta sẽ bù dịch cách từ từ, thận trọng hơn. À, đối với những cái bệnh nhân mà còn trẻ mà không có bệnh tim em ha, chắc chắn luôn không có CBC thì hơi bị khó, nên đặt, nên có chỉ định đặt CBC. Rồi được chưa em ha, em cứ hỏi đi, đi lâm sàng chúng ta đi 2-3 năm rồi, chúng ta sẽ chắc chắn chúng ta sẽ có thể gặp. Và có cái gì đó mà chúng ta cảm thấy thắc mắc thì chúng ta phải hỏi cho nó ra vấn đề. Dạ thưa cô, cho em xin hỏi câu Ừ. hỏi bài đái tháo đường. Ừ. Dạ em hỏi là bệnh nhân đã có biến đã mắc đái tháo đường tiếp 2 hơn 10 năm rồi Ừ. mà không có tuân thủ điều trị, Ừ. hiện tại là đã có biến chứng là Mạch máu viêm lớn, mạch kinh máu mạch kinh nhỏ hai gì hàm hết dưới trơn rồi. ha. Ừ. Dạ thì lời khuyên cho bệnh nhân này ở hiện tại là gì cô? Nhất là việc đầu tiên, đái tháo đường hơn 10 năm rồi thì chúng ta thấy là cái biến chứng lớn, biến chứng nhỏ ở cái người mà đã được kiểm soát đường huyết rất là tốt thì nó đã bắt đầu có biến chứng rồi, huống hồ chi bệnh nhân này là 10 năm nay không có tuân thủ điều trị như vậy thì biến chứng nó đã rất là nhiều rồi. Thì cái việc đầu tiên á là mình phải tầm soát lại tất cả các biến chứng của bệnh nhân để coi bệnh nhân đã có biến chứng ở đâu và mức độ nào rồi. Tim thì mình phải làm cái gì? Mình phải đo điện tim. Điện tim rồi mình siêu âm tim, thậm chí là mình nếu bệnh nhân không có những cái biểu hiện gì mình cho bệnh nhân đo điện tâm đồ gắng sức. Ở não thì mình sẽ cho bệnh nhân siêu âm Doppler, động mạch hai chi dưới thì mình cho siêu âm Doppler nha. Rồi mình sẽ siêu âm Doppler ở ổ bụng nó coi có phình động mạch hay chỗ nào không. Rồi mình xét nghiệm lại chức năng thận ure creatinin, mình cho tổng phân tích nước tiểu, mình coi có protein niệu hay chưa. Nếu chưa có protein niệu thì mình sẽ làm cái albumin trên creatinin nước tiểu để mình đánh giá mức độ tổn thương thận. Còn ở bệnh nhân mà đã có cái chức năng thận giảm, ví dụ như chúng ta tính độ lọc cầu thận bệnh nhân còn 45-50 thì chúng ta chỉ cần tổng phân tích nước tiểu thôi. Rồi sau khi mà chúng ta có hết, chúng ta đánh giá rồi chúng ta khám bàn chân đái tháo đường. Sau khi mà chúng ta khám hết toàn diện và cho các cận lâm sàng để tìm hết các biến chứng muộn bệnh nhân thì chúng ta liệt kê ra bệnh nhân này có những vấn đề gì, có những biến chứng muộn gì. Và chúng ta sẽ bắt đầu đặt mục tiêu điều trị. Ở bệnh nhân mà đái tháo đường tiếp 2 10 năm, ví dụ tuổi ở thời điểm người ta là người ta đã 70 tuổi rồi thì HB1C ở những bệnh nhân này thì chúng ta phải duy trì ở cái mức là 7.2, 7.3, 7.4 cũng được. Nhưng mà không nên dưới 7 chấm. Cái gì đường huyết trong máu người ta cao quá nhiều năm rồi, ta biến chứng tùm lum hết rồi. Chúng ta để đặt mục tiêu mà người lớn tuổi mà mục tiêu HB1C mà dưới 7 chấm thì bệnh nhân sẽ hạ đường huyết và bệnh nhân sẽ xuất hiện các cái biến cố về tim mạch, bệnh nhân sẽ tử vong. Cho nên là bây giờ bệnh nhân này chắc chắn 10 năm đầu điều trị không tốt rồi. Giảm thọ rồi, nhờ mình đặt mục tiêu là giữ mức HB1C vừa phải như vậy, tức là có thể từ 7 chấm cho đến 7.3, 7.4 cũng được chấp nhận. À, nếu mà bệnh nhân trẻ hơn thì chúng ta cũng phải giữ mức từ 7 6.9, 7 chấm, 7.2 thôi, chứ không không nên là dưới 6.5 đâu nha. Rồi chúng ta có cái gì chúng ta điều trị cái đó. Ví dụ bệnh nhân có biến chứng thận thì chúng ta sẽ lựa chọn thuốc dành cho những thuốc nào tốt cho thận ha. Nếu bệnh nhân có thiếu máu cục bộ cơ tim thì chúng ta sẽ đặt mục tiêu điều trị thiếu máu cục bộ cơ tim, đặt LDL nó dưới 70 đó. Em ghi nốt ra thì em mới hiểu được cái vấn đề cô nói. Chúng ta đặt đặt mục tiêu điều trị LDL là dưới 70, rồi chúng ta điều trị thiếu máu cục bộ cơ tim bằng beta block
rồi bằng clopidogrel và bằng thuốc điều trị rối loạn lipid máu đó. Rồi nếu bệnh nhân có biến chứng gì đó chúng ta cứ đặt ra. Rồi bệnh nhân mà có bệnh thận có kèm theo tăng huyết áp thì chúng ta lựa chọn thuốc, chúng ta đặt mục tiêu huyết áp dưới 130. Thuốc lựa chọn là có thể là ức chế men chuyển, chuyển thụ thể ha. Rồi chúng ta phối hợp với các thuốc khác vân vân và vân vân, canxi, beta block gì đó để mục tiêu giữ huyết áp ổn định nha. À, chúng ta khuyên bệnh nhân là chỉnh chế độ ăn rất là quan trọng vẫn tiếp tục. À, nếu mà theo cái chế độ tập luyện của bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân lớn tuổi có bệnh tim rồi thì tập thể dục nhẹ nhàng. À, ăn uống thì theo cái chế độ mà dinh dưỡng hồi nãy cô nói đó. Như vậy thì nó sẽ giúp cải thiện được chất lượng của kết cấu vi mạch của bệnh nhân. Rồi chăm sóc cái bàn chân của bệnh nhân. Nói chung là mình điều trị theo những cái gì mà nãy giờ mình nói đấy. Rồi điều trị đái tháo đường tiếp 2 là mình sẽ điều trị gì? Nó tóm lại mục tiêu là kiểm soát đường huyết HB1C, kiểm soát huyết áp, kiểm soát bộ mỡ theo theo cái nguy cơ tim mạch. Rồi có cái biến chứng gì thì chúng ta điều trị cái biến chứng đó. Nè. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Nói chung nó phức tạp là mỗi một bệnh nhân, chúng ta sẽ thấy là mỗi một bệnh nhân nó sẽ có những cái mức cái thời gian mắc bệnh khác nhau, tuổi khác nhau, điều kiện kinh tế khác nhau, thời gian mắc bệnh khác nhau, cho nên là chúng ta phải áp dụng cái biện pháp gọi là cá thể hóa điều trị đó. Nhưng mà dựa trên những cái nguyên tắc chung là HB đường A1C, đường huyết, thời gian mắc bệnh để chúng ta đặt cái mục tiêu HB1C. Tùy theo bệnh cảnh thì chúng ta sẽ đặt cái mục tiêu bộ mỡ, mục tiêu huyết áp. Trên những nguyên tắc chung đó thì tùy theo bệnh nhân chúng ta sẽ cá thể hóa điều trị. Chị đái tháo đường tiếp 2 đến một buổi như vậy, nhưng mà thật sự mà các em ra thực hành lâm sàng, các em đi trong khoảng là tiết 6 tháng em điều trị chưa chưa có gọi là chưa tự tin lắm nữa đó, khó lắm. Nó đơn giản đọc cái nguyên tắc điều trị vậy nhưng mà ra thực hành lâm sàng khó lắm các bạn, để đạt được mục tiêu hầu hết trên khu vực châu Á, Thái Bình Dương hoặc Việt Nam chúng ta mức độ đạt hemoglobin nữa, theo các cái nghiên cứu quốc tế mình đạt chỉ có 30% thôi, 35% là tối đa đó. Bây giờ mình đủ phương tiện, đủ thuốc men hết, thuốc của mình ở Mỹ có gì Việt Nam có đó, nhưng mà việc kiểm soát đường huyết vẫn cũng khó đạt mục tiêu lắm. Em còn thắc mắc gì nữa không ạ? Dạ cô ơi, cho em hỏi là em thấy có cái công thức tính áp lực thẩm thấu là hai natri cộng gluco cộng ure, nhưng cũng có cái công thức tính tăng áp lực thẩm thấu hiệu quả thì chỉ có hai natri cộng gluco nhưng mà không có ure. Vậy thì có hay không có ure có ảnh hưởng gì không cô? Ví dụ Cũng ở không bệnh ảnh nhân hưởng thì có nhiều đâu tăng em. ure nào? Đúng không, người ta thấy là nhận thấy là ure nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Cái đó là cái công thức mới sau này, nhưng mà trước đây từ trước tới giờ đó thì tôi thấy đọc trong mấy cái trong các cái trong các cái sách về nội tiết thì nó vẫn có cộng ure. Tại vì người ta thấy sau này người ta thấy ure nó đóng vai trò trong áp lực thẩm thấu không có cao lắm cho nên người ta bỏ. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ cô ơi, cho em hỏi là tại sao đái tháo đường tiếp 1 thì thường thường gặp là toan xe to mà còn tiếp 2 thì là táo được thẩm thấu hơn? do cái cơ chế bệnh sinh đó em. Mình học mình biết là đái tháo đường tiếp 1 á em, thì thường cái gốc chính của người ta là người ta tế bào người ta đảo tụy nó đột ngột nó bị viêm lên toàn bộ, cái bắt đầu là nó chết hết trơn theo chương trình rất là nhanh, cho nên bệnh nhân bị thiếu insulin ha. Còn mình nhớ cái cơ chế bệnh sinh của đái tháo đường tiếp 1 là do vậy đó. Còn cái cơ chế bệnh sinh của đái tháo đường tiếp 2 là một cái hình mà nó có nhiều, một cái hình mà nó có nhiều cái yếu tố tác động đó, chúng ta sẽ thấy là insulin nó giảm từ từ, nhớ không? Insulin nó giảm từ từ, nó có hiện tượng đề kháng insulin.
Rồi như vậy thì ở cái bệnh nhân mà đái tháo đường tiếp 2 đó, họ bị đái tháo đường lâu năm rồi mà người ta không có biết, người ta ăn đường rất là thoải mái. Thậm chí có nhiều bệnh nhân vô á là người ta bị viêm phổi, bị cảm sốt, người ta thấy nóng trong người, đường huyết ta cao, người ta uống nước dừa, người ta bị sai lầm trong điều trị. Trong cái quan niệm là người ta cảm thấy người ta nó uống nước dừa cho nó mát. Ta sốt, ta tiểu nhiều, người ta khó chịu, người ta khát nước, người ta uống nước dừa. Có người uống ba bốn trái dừa vô, nhiều người vô đường huyết 800 mg. Hoặc là bệnh nhân thấy khát nước khó chịu, đầy bụng khó tiêu, uống cái gì phải không, uống ba nước ngọt Pepsi Coca Cola đó, trời ơi đường huyết vô có người 800 ngàn luôn lắm em. Thường họ mất nước rất là nhiều nhưng mà họ cảm thấy vẫn còn chịu đựng được, họ không có chịu đi bệnh viện. Rồi một ngày nào đó đẹp trời cái họ tự nhiên họ bị viêm dạ dày ruột, hoặc là họ bị viêm phổi gì lên nó bắt đầu, rồi nó sẽ diễn tiến nặng lên, họ phải có yếu tố thúc đẩy nha. Thì mình dựa vào cơ chế vi sinh như vậy thì chúng ta sẽ thấy hậu quả là gì. Hậu quả của cái người đái tháo đường tiếp 1 là thiếu insulin đột ngột, cho nên là cơ thể không sử dụng được cái gì, không sử dụng tế bào, không sử dụng được đường đó. Và thiếu insulin thì là cái cơ chế tự nhiên của cơ thể chúng ta là tăng ly giải mô mỡ. Khi mà tăng ly giải mô mỡ thì nó mới phóng thích, nó mới thành lập thể ceton, nhiều axit béo cộng glycerol nó mới thành lập thể ceton. Còn bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 á, người lớn á, thì họ dự trữ insulin họ cũng còn, nhưng mà có nhiều yếu tố thúc đẩy như cô nói vậy đó, làm cái đường huyết đã tăng cao rồi bệnh nhân mới mất nước, đi tiểu quá trời thì nó mất nước, rồi natri máu nó bị cô đặc máu, natri máu nó tăng thì nó mới dẫn đến tăng áp lực thẩm thấu ha. Dựa vào cái cơ chế bệnh sinh đó mình giải thích đi. Được chưa em? Dạ cô ơi, vậy cái tỷ lệ insulin trên glucagon của cô, vậy là nó chỉ liên quan chủ yếu tới cái thiếu insulin tuyệt đối nha. Đúng rồi, bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 là thường thiếu insulin tuyệt đối. Còn bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 mà muốn nhiễm ton seton, nó là bệnh nhân có yếu tố thúc đẩy, ví dụ như nhiễm trùng. Bệnh nhân nhiễm trùng thì có cái hormone đối kháng insulin đó, nó tăng lên. Nhiễm trùng đây là stress thì cơ thể nó sẽ tiết catecholamine rất là nhiều lần. Cortisol máu nó tăng có thể lên mấy chục lần, như vậy thì bắt đầu nó sẽ tăng, nó tăng ly giải mô mỡ ha. Nó tăng ly giải mô mỡ nó mới thành lập thể ceton. Cái điều kiện ở cái người bệnh nhân lớn tuổi đái tháo đường tiếp 2 mà nhiễm ton ceton, nó phải có yếu tố thúc đẩy như cô nói vậy đó. Nó khác với những cái bệnh nhân mà đái tháo đường tiếp 1 giai đoạn đầu người ta phát hiện muộn đó. Ủa, người ta vừa phát hiện rồi nhưng mà người ta cũng không biết vấn đề gì, người ta chần chừ vài ba ngày sau thì người ta bị nhiễm ton ceton. Dạ em cảm ơn cô. Bài hôm nay rất là dài mà nói chung là nó rất là nhiều vấn đề, để các em coi lại, nếu rảnh tối nay các em coi lại chút xíu nha. Các em còn thắc mắc gì nữa không? Nghĩ cái cô mệt quá à. Nói liên tục từ 2 giờ đến giờ muốn xỉu luôn à. Nói nhiều nó rất là mệt, thà vận động nói làm gì đó chứ mà ngồi nói liên tục vậy mệt quá luôn á. Thôi chúng ta nghỉ nha. Rồi, cảm ơn các bạn, bye bye.